dài thế. Ơ này, đẹp sai thế mà kêu. Chưa kịp hỏi tên tuổi gì cả, nhớ ai lòng cứ bồi hồi. Hay là mình đã ấy rồi cũng nên, xa xôi cũng chẳng kể nên. Trong tim sao cứ nhắc tên một người, tiếng ai như gió như mây, nghe như thoang thoảng mà đầy ưu tư. Ô kìa, bắt đầu đấy ư? Đầu đây. Tại sao khuôn mặt lại như thằng đần? Đang lãng mạn thi ca tự dưng lại mọc ra ở đâu cái đống này thế? Thôi mọc sẵn ra một tí. Nhìn đây này. Gớm khiếp. Công tác với nhau mấy nghìn năm rồi tự dưng hôm nay lại có cái hành động ga lăng thế. Nhắm mắt lại. Dắm rồi. Xòe tay ra. Đây. Sẵn sàng chưa? Rồi. Lâu thế. Đâu rồi? Đâu cái gì? Hoa ấy. Hoa nào? Ô thế đầu tưởng là... Hoa vừa rồi á? Ừ. Tưởng là tặng đầu á? Dở người à? Này, hoa người hâm mộ tặng đấy. Gớm nữa. Mang vào kia cất thôi. Thế mà là người ta làm người ta cứ tưởng là... Thôi đừng có cáu nữa, để mình vào mình lấy bó hoa vừa rồi tặng cho. Gớm thôi không thèm nữa đâu. Hoa mẹ phép cái gì? Đem mà đi tặng cái ông Hoàng ấy. Ai nhắc tên Hoàng đấy? Ta đây, ta đây. Dạ, Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lùi ra. Ô kìa đầu, tại sao lại xa sầm mặt như thế? Hôm nay không biết như thế nào mà anh đầu anh cứ căng thẳng với thần. Có mỗi chuyện tặng hoa mà mình không được tặng hoa mà ghen tức với cả thần, chả hiểu thế nào. Ai thèm ghen tức với ông? Hoa mới hết gì, ai thèm? Hoa. Vâng ạ. Ô, đầu. Hoa đây. Thấy chưa? Chỉ có mỗi anh Hoàng là hiểu thần thôi. Đàn ông đàn hàng chả ga lăng gì sất. Này, hoa này là khán giả hâm mộ tặng ta. Mang vào kia cất cho ta nhá. Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà sao đen thế chứ lị. Kìa đầu. Này, ta đùa một chút cho vui. Hả? À. Thế hôm nay buổi chầu như thế nào? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ mình không chầu theo kiểu cũ nữa, thể theo yêu cầu của các táo và nhu cầu của thiên đình. Lần này các táo lên thi và chúng ta chọn ra một idol ạ. Idol? Vâng, dạ vâng ạ. Idol là thằng nào? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, không phải là thằng nào đâu ạ. Dạ idol tiếng Anh có nghĩa là thần tượng ạ. Ôi thế chúng ta là thần tiên rồi, bay lượn không sướng hay sao mà lại muốn làm thần tượng để đứng yên một chỗ? Rồi ôi, bẩm Ngọc Hoàng, tượng đây không phải là pho tượng. Mà idol thần tượng ở đây có nghĩa là những người mà mới nổi được dân chúng đón nhận và yêu mến. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Này, thế nhưng mà ta sẽ làm như thế nào? Dạ đúng như format chương trình giới hạ giới, Ngọc Hoàng và chúng thần sẽ làm ban giám khảo. Ban giám khảo à? Vâng ạ. Vậy thì ta phải làm gì? Thí sinh thi xong, mình nhận xét, rồi mình chấm điểm ạ. Dạ vâng ạ. Ồ thì thế thì được thôi. Dạ vâng ạ. Thế thì cho thi đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những gương mặt các táo tham gia chung kết idol năm nay. Bao nhiêu mét? Xin mời thí sinh đầu tiên. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo. Em tên là Giao Văn Thông, số báo danh 01.
Em xin bắt đầu phần thi của mình. Trước khi phần thi của ngươi, tao muốn hỏi ngươi một câu. Dạ. Tao biết ở dưới hạ giới tình hình giao thông vẫn còn bức xúc lắm. Vậy ngươi có giải pháp gì chưa? Lại giao thông ạ? Thần nghĩ lên đây thi idol mà. Thôi được, thần xin phép trả lời câu hỏi của Ngọc Hoàng. Qua theo dõi nhiều năm làm giao thông, thần nói thẳng một câu rằng giao thông dưới hạ giới không thể hết ách tắc được đâu. Dù có ra cái luật gì chăng nữa, phạt nặng bao nhiêu chăng nữa vẫn tắc. Năm tới thần mạnh dạn đề nghị Ngọc Hoàng năm Tào bắt đầu thông qua cho thần hai giải pháp. Một, hãy để giao thông phát triển theo quy luật tự nhiên, tức là người dân nào cố tình đi sai luật cho đâm chết luôn. Hai, giải tán tất cả những thành phố hay ách tắc, cho sát nhập về nông thôn. Này, năm ngoái tôi tưởng là ông chỉ dám gọi là nắn đường một cách vô tội vạ, thế năm nay lại dám di chuyển cả thành phố một cách vô tội vạ như thế à? Chuyển thành phố về nông thôn đâu phải đơn giản, còn bao nhiêu vấn đề đúng chứ không? Gì nữa? Này, thế sao ông không đề xuất luôn cái chuyện gọi là chuyển giờ làm việc của cán bộ công nhân viên chức từ ban ngày chuyển về buổi tối? Cho đi làm từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng ấy. Điên, sáng tạo, vớ vẩn. Này, không vớ vẩn đâu. Người ta đi làm ca mãi rồi sẽ quen thôi. Nhưng mà anh em giao thông của chúng tôi không thể đứng đường cả ngày lẫn đêm như thế được. Thế bây giờ tôi hỏi ông, cái đường mà nó không ách tắc thì các ông đứng đấy làm cái gì? Hả? Hỏi thế mà hỏi à? Không đứng đấy thì có mà chết đói à? Anh em người ta đội mưa đội nắng nhặt nhạnh từng đồng xu một, phấn đấu cả năm rồi mới được ra đứng đường, có sung sướng gì đâu. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chính vì vậy mà năm qua anh giao thông anh có đề xuất là tăng mức phạt người vi phạm giao thông lên 2-3 lần. Không những thế, anh ấy còn giao khoán sản phẩm cho anh em giao thông. Chính vì vậy mà anh em giao thông phạt nhiệt tình, chu đáo, tăng cường kinh lắm. Bẩm anh Hoàng, thần coi đấy là một sáng tạo mang tính đột phá. Năm tới thần còn dự kiến nếu mà cảm thấy thích nhé, tăng lên 4, gấp 5, gấp 9 lần tiền phạt. Phạt thì phải cho đúng người, đúng tội thì mới có tính răn đe. Chứ còn phạt theo cái kiểu của ngươi, có khi nó lại là triệt hạ lái xe đấy. Ngươi phải cân nhắc. Việc quái gì phải cân nhắc anh Hoàng ơi. Ai vi phạm thì cứ phạt thôi. Muốn không bị phạt thì đừng vi phạm nữa, thế thôi. Bây giờ tôi hỏi ông một câu nhé. Bao nhiêu phần trăm số tiền mà thu từ những vụ vi phạm ấy được nộp vào ngân khố của thiên đình? Và bao nhiêu phần trăm chui vào túi các ông? Ông trả lời đi. Dạ câu hỏi này khó. Khó không phải trả lời. Nói chung là do hoàn cảnh xô đẩy thôi. Là như nào? Tức là nhá, bẩm anh Hoàng, thần không muốn nói đến vấn đề này. Thần muốn thi idol nhưng mà thôi thần nói nhanh cho nó xong đi. Bẩm anh Hoàng, khi mà gặp người vi phạm, anh em giao thông của thần đã cương quyết lập biên bản. Nhưng mà người vi phạm lại cương quyết rằng lấy không cho lập và xin tìm phương án khác. Phương án khác là phương án gì? Phương án 1, gọi điện cho người thân. Nhưng mà không gọi được điện, thế là đòi lại năng nặc chuyển sang phương án 2. Là phương án gì? Phương án 50-50. Nghĩa là thế nào? Hỏi gì? 50-50 tức là hai bên cùng có lợi. Ông nói rõ xem nào. Bẩm anh Hoàng thế này ạ. Nói chung là khi mà đòi lập biên bản, người dân cứ rằng đi rằng lại, cuối cùng là giữa chỗ đông người làm mất đi hình ảnh đẹp của giao thông chúng em. Thế nên bọn em ngượng ngập quay đi. Thế là lừa lúc bọn em quay đi thì họ nhét tiền vào túi bọn em. Rồi theo một phản xạ tự nhiên bọn em rúi trả giấy tờ xe và chìa khóa. Tỉnh lại thì họ đã đi xa mất rồi. Báo giao thông. Dạ. Như thế là mãi lộ rồi còn gì. Anh nói to quá. Thực ra em cũng đã nói với anh em ở dưới rất nhiều. Không được 50-50 nữa. Nhưng anh em nhiều khi có một số ít cứ hay sử dụng cái biện pháp đấy. Tôi hỏi ông nhá. Năm vừa rồi nhá, ông làm cái gì mà để cho người dân người ta phản ánh lên đây rất nhiều nhá? Về lối sống của ông ấy, nó có vấn đề về đồi trụy và sa đọa đấy, ông biết không? Ôi trời ơi, đầu ơi! Sao anh lại gấp than bỏ tay người như thế? Này, người không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi không, nhưng mà không... Này,
Năm qua, ông đã cho in một loạt tờ rơi về biển báo giao thông rồi đưa cho các em, đúng không? À, chú ơi, cái chú gấp nhe cả người. Cái thì có, thằng em nó mê truyện tranh thiếu nhi. Nó vẽ thì đúng nhưng mà chú thích hơi cũng chưa phù hợp lắm. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Dạ, năm qua anh ấy cho in một loạt tờ rơi in biển báo giao thông để phát cho các em, để dạy các em. Nhưng mà anh ấy cho những cái lời chú thích, dạ, đổi trụy lắm mà. Ai đời lại biển báo mà anh ấy đề là anh đang đi trên đường, bỗng nhìn thấy em nằm ngửa, anh nhẹ nhàng tiến tới, em vội vàng dạng chân. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, không khéo cho người lớn thì anh ấy còn cho làm cả một bộ phim cấp 3. Rồi diễn viên vừa đóng phim vừa giơ cái biển vừa kêu a a a đường ngược chiều. Xong rồi oh yeah, oh oh, cấm đỗ à. Bẩm anh Hoàng, thần nhận được công văn là lên đây thi táo idol, thần vui vẻ hoan hỉ lên đây thi. Anh ơi, anh Hoàng để cho tao với đầu hành hạ thần như thế, cả năm đó mới vất vả lên đây cốt để cho mong nó vui vẻ, bây giờ làm sao mà thần còn hứng để thi nữa đấy. Tóm lại, thi cái gì? Thi luôn đi. Định thi thì thi nhiều lắm, cả múa, cả vũ đạo, cả nhảy. Bây giờ chán rồi. Chắc có thi nữa không? Thì có. Dán cái mặt ra. Em có một ước ao, em có một khát khao. Em có một ước ao, em có một khát khao. Là giao thông, là giao thông, là giao thông. Em có một ước ao, em có một khát khao. Em có một ước ao, em có một khát khao. Là giao thông, là giao thông, là giao thông, là giao thông. Em có một ước. Ai? Tóm lại là ông muốn cái gì? Em có một ước. Đã bảo thôi mà lấy. Thế làm sao mà lại cứ hát lại có mỗi một câu thế mà hát đi hát lại thì ông hát họ kiểu đấy đấy à? Hả? Đây thích hát thế đấy. Làm gì thì làm. Dạ bẩm. Này táo giao thông, ngươi ước ao khát khao cái gì mà nhiều thế? Em chỉ còn biết ước ao khát khao như thế thôi, chứ hiện thực của em nó phũ phàng lắm anh ạ. Này, ngươi cứ nói rõ ra, ngươi ước ao khát khao điều gì? Em ước là, em khát khao là người dân đừng chửi em nữa. Ở dưới kia thì dân chửi, lên đây thì anh em châm chích chọc ngoáy em. Sao cuộc đời em lại khổ như thế này hả trời ơi? Thôi anh giao thông ơi, anh cũng phải thông cảm, mỗi người một công một việc. Hôm nay chúng tôi làm ban giám khảo mà quý anh lắm, tôi cũng nói thật nhá, phần thi của anh nhá chả ra gì đâu. Xin lỗi cuộc đời đi. Chú cứ thử ở vào hoàn cảnh của anh, cả ngày đứng ngoài đường thổi còi đến tụt cả lưỡi vào. Tối về mồm đau có ăn được cơm đâu. Hát một nội dung như thế là cố gắng lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa. Này, thôi được rồi, cứ cho là chúng tôi thông cảm với công việc của anh vất vả. Gớm cả ngày đứng phơi mặt ngoài đường, gớm thổi còi mà đến nỗi mà lưỡi thụt cả vào trong còi ấy, nên năm nay lên là nói ngọng đấy. Thế nhưng mà ông hát thế nào thì ông cũng phải hát nó có nội dung chứ. Có mỗi một câu hát đi hát lại như thế thì cứ đứng đấy mà khát khao với ước ao thì có giải quyết vấn đề gì? Này đầu ơi, giám khảo có giỏi thì nhảy xuống thi cùng thí sinh đi, ngồi một chỗ mà nói thì ai chẳng nói được. Này, kiểu này là thích là song ca cùng thần tượng đấy. Chơi luôn. Mà dạ. Nhớ nhá, hát gì thì hát nội dung phải dính đến giao thông ấy. Yên tâm. Được. Dạ xin phép Ngọc Hoàng. Dạ, xin phép Ngọc Hoàng ạ. Âm nhạc. Nghe nhé. Loay hoay quanh năm hết cỡ lại ngăn, có anh giao thông tăng cường kiếm ăn. Dù đường chật ngã tư đang đông mà chẳng tìm thấy anh giao thông. Anh nấp ở đâu nơi gốc cây hay ngồi qua, không nhìn thấy anh mấy ông tăng ca tranh thủ phóng nhanh. Chiều muộn rồi chắc con đang mong, bỏ từ từ chắc đi không xong. Thôi cứ vọt nhanh màu lách hỏi đám đông. Thì bỗng từ một gốc cây anh lao ra,
đường. Liệu mình chặn mũi ô tô tiếp đến, anh nói nhẹ nhàng, tiền đâu đầu tiên. Là người lái xe cứ yên tâm, biết ý thì mau mau rút ít tiền, xe sẽ chạy luôn không có chút phiền, lại đạp ga lao nhanh nhanh, nụ cười tươi như trong trai. Em chào các anh. Nội dung hay lắm, đi mà còn vỗ tay. Sao? Tôi phản đối đấy. Phản đối cái gì? Năm ngoái, năm kia tổ chức chương trình Hoa Táo có hát về ngành giao thông, chúng tôi nói rằng là bài money, money. Chả hiểu money là cái gì nhưng mà biết là nó xấu. Nhưng năm nay thì lại hát góc nhìn của người lái xe thì hiểu luôn. Đầu tiên là tiền đâu? Thế là không được. Sao lại không được? Phản đối. Okay. Có nội dung và liên quan đến giao thông còn gì? Tôi nói cho anh biết nhé, Bẩm anh Hoàng, em hát thì họ chê là hát dở, nhưng mà họ hát thì họ cài cắm câu chữ dựng chuyện nói xấu em. Này này này, dựng chuyện? Dựng chuyện chỗ nào? Nào ông chỉ ở chỗ dựng chuyện đó sao? Tôi nói cho đầu biết nhé, tôi là người làm ăn nghiêm chỉnh nhá. Không bao giờ tôi có cái chuyện mà ngồi ở quán nước hay nấp gốc cây như lời đầu nói nhá. Ông có dám khẳng định không? Tôi khẳng định đấy. Ông có dám thề không? Tôi thề đấy. Có chắc chắn như vậy dạ, không? Bẩm anh Hoàng, em chắc chắn, em thề đâu. Không bao giờ có cái chuyện mà em nấp ở gốc cây hay ngồi ở quán nước, vì là em toàn đứng sau cột điện. Thế ông trả lời thế nào về chuyện năm qua có rất nhiều người dân phải đu dây để vượt qua thác dữ? Hả? Ông giải thích thế nào? Giải thích cái gì? Dạ, năm qua mọi người vô cùng đau lòng khi nhìn thấy những cảnh mà bố ôm con, mẹ ôm con rồi đu dây đưa con đi học ạ. Bẩm anh Hoàng, này Tào ơi, vấn đề là góc nhìn thôi nhá. Vấn đề là góc nhìn, anh có thể biết được là ngành giao thông chúng em ngoài đường sắt, đường bộ, đường không, đường thủy, còn có một ngành hiện nay anh em rất đang tâm đắc, đấy là ngành giao thông đường dây. Này, ông không nghĩ đến cái cảnh mà nhỡ người ta đứt dây thì sao hả? Trời ơi, cái thằng mặt thông minh thế mà hỏi một câu quá ngu. Đang đu mà đứt dây thì đương nhiên là người đu dây sẽ rơi xuống sông, làm sao nó mà phải hỏi. Rơi xuống sông thì thế nào hả? Trời, xuất hiện ra một thằng ngu mà cứ cố làm ra vẻ là người nguy hiểm. Đứt dây rơi xuống sông thì đương nhiên họ tiếp tục tham gia giao thông đường thủy. Này, cái bây giờ đấy là mùa lũ, sông nó có nước thì không sao. Bây giờ mùa cạn, lòng sông trơ ra toàn đá với sỏi thì tham gia giao thông kiểu gì hả? Lại thêm một thằng trông rất nguy hiểm mà lại còn đại ngu. Lòng sông đã cạn thì đi cụ nó dưới lòng sông, đu dây làm gì nữa mà chất vấn. Được. Này, tôi nhịn ông nhiều lắm rồi nhá. Từ đầu đến tôi nhịn ông nhiều lắm rồi nhá. Ông ăn nói thế mà ông nghe được à? Hả? Tôi hỏi ông nhá, bây giờ ông chỉ cần bớt đi vài cái đào đường vô nghĩa, bớt đi vài cái hầm đường bộ bị bỏ hoang, rồi bớt đi vài con lươn con trạch vừa mới xây xong lại bị phá bỏ của ông đi. Ông có biết là bớt đi những việc đó xây cho dân được bao nhiêu cái cầu không? Ông có biết không? Ông muốn xây mấy cầu? Ông cần xây bao nhiêu tôi xây luôn. Tôi không cần xây. Không cần nhá. Dân cần. Dân người ta mới cần. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ năm qua thay vì lo lắng cho người dân đi lại trên đường cho nó tốt thì anh ấy lại cố gắng tìm cách phát minh ra cái hố tử thần đấy ạ. À, đúng rồi. Hố tử thần là cái gì? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng cứ thử tưởng tượng là như thế này ạ. Dạ có một con đường vừa mới làm xong. Dạ trông thì rất đẹp. Vâng. Ngọc Hoàng đang tham gia giao thông trên con đường đó, đang đi rất êm ái. Tự dưng Ngọc Hoàng nhìn thấy ví dụ như là một nhành hoa vương bên đường chẳng hạn. Ngọc Hoàng chỉ cần đánh tay lái một cái, dầm. Đầu Ngọc Hoàng chúi xuống, đít Ngọc Hoàng chổng lên. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đấy chính là biểu tượng của giao thông năm vừa rồi đấy. Yeah. Đúng không? Bẩm anh Hoàng, nói về cái chuyện hố tử thần này thì thần xin giải thích thế này. Ngoài một số hố tử thần là do anh em giao thông của thần gây nên, nhưng mà thần trộm nghĩ có thể do một phần cơ địa của đất. Mà sao? Anh Hoàng ơi, nghe anh Tào anh Đầu nói, thần bỗng dưng muốn khóc. Sao ai cũng có thể chửi thần một cách dễ dàng như thế được? Ở dưới hạ giới thì dân chửi,
anh em đồng nghiệp kêu. Lên đây thì tào đầu anh Hoàng khinh bỉ. Sao ai cũng nhẹ thần ra đập hội đồng như thế à? Trời ơi là trời. Dạ, anh giao thông. Anh giao thông. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Dạ. Chắc là căng thẳng quá cho nên dẫn đến trầm uất rồi đấy ạ. Này, dạ, bây giờ dưới hạ giới nhiều người mắc bệnh tự kỷ lắm. Dạ. Ông ra. Are you okay? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nói thế thì không nhận thức ra được đâu ạ. Hello giao thông, are you alright? Are you stressed? Mày điên à? Rồi, có nhận thức rồi. Có không? Có. Rồi. À, dạ, anh giao thông này, anh cho tôi hỏi một câu nhé. Câu này dễ thôi, cứ bình tĩnh. Anh chỉ cần trả lời được gần đúng thôi. Đúng rồi. Cũng được điểm ạ, à, nhé. À, anh cho biết là một ngày nước ta có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông? Này cứ trả lời đi, gần đúng cũng được điểm mà. Gần đúng cũng được điểm. Anh nói rõ ra xem nào, bao nhiêu? Trung đội. Dạ, một ngày có khoảng một trung đội người chết vì tai nạn giao thông, dạ nó khoảng 30 người ạ. Này, thế một tháng thì có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông? Một tháng? Bao nhiêu, nói đi xem nào. Bao nhiêu? Cái gì? Nói rõ ra. Trung đoàn. Phát dạ. Triển nhanh thế à? Dạ. Từ trung đội mà lên thẳng trung đoàn. Dạ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, chứ cứ mỗi ngày một trung đội nhân với 30 ngày trong một tháng thì trung đoàn là mấy ạ? Thế thì ta nhầm tính, trong một năm nó lên cả tới sư đoàn ấy chứ. Dạ. Thảo nào, táo giao thông sinh ra trầm uất. Dạ. Thôi, ta cho ngươi lui. Giao thông ơi. Giao thông ơi. Nhưng anh Hoàng ơi, cho em xin một cơ hội được không? Ngươi nói gì ngươi cứ nói đi. Em biết em có lỗi với anh Hoàng. Em chưa xứng đáng với kỳ vọng của anh em trên này. Nhưng mà em cũng khổ lắm anh Hoàng ơi. Năm tới như anh nói với người dân dưới hạ giới, hãy cải tạo ý thức tham gia giao thông thì may ra đời em, đời dân mới khá lên được. Chứ em cố lắm rồi. Em cũng chăn trở lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Cả năm làm quần quật mà suốt ngày bị mắng mỏ khiển trách, càng nghĩ lại càng buồn. Sao nay mình buồn, buồn nhiều lắm. Cho nên hôm nay lên đây thì không nói nhiều. Đừng làm phiền mình, đừng hỏi nhiều. Kéo lại kêu đây không biết điều. Chờ vặn vẹo làm gì, chờ hỏi nhiều làm gì. Giao thông luôn là thế. Họp bàn nhiều rồi, làm nhiều rồi, đường vẫn tắc thôi. Đừng kêu tôi nữa, vì đường thì chỉ có thế thôi. Hè dần lấn chiếm, căng dây dần mở quan, bon chen nên nó tắc liên miên. Đừng kêu tôi kém, tôi đã cố hết sức rồi. Làm gì mà cứ mắng tôi, anh em người ta đều cố rồi đấy. Cứ thay tôi xem người nào nhận việc này có khác không. Đừng kêu tôi nữa, đường thì vẫn cứ tắc thôi. Cứ nơi nào tắc, nhân dân cứ chửi tôi, anh em
tôi cũng đã cố hết sức rồi. Tất cả đây là do ý thứ. Ai cũng chỉ biết đến thân mình, quên hết mọi người. Tôi biết làm gì, ông trời ơi, giờ nhận việc này phải làm gì. Tôi ước một ngày không bị mắng, để tôi được yên được ăn, chẳng nghe chẳng nghe lời la mắng. Jesula, tôi ước một ngày không bị mắng, để tôi được yên chẳng nghe lời la mắng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nó ngủ rồi ạ. Này, giao thông vô tư nhỉ. Này, dậy đi. Dậy đi. Đấy, thi xong rồi đấy. Mệt mệt quá hả? Vâng, vâng. Cậu là vừa thiếp đi đấy. Dạ. Bước lên hai bước. Dạ. Sau đây sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo. Dạ. Anh Thông này. Dạ. Nếu như anh lựa chọn bài hát vừa rồi là phần thi tài năng của anh thì chắc chắn ban giám khảo sẽ đánh giá cao. Bởi vì vừa rồi anh đã hát bằng con tim mình. Đúng không? Dạ, vâng. Anh đã hát bằng cảm xúc thật. Và những cái đó đang rất thiếu trong ca nhạc của chúng ta hiện nay. Dạ. Tôi thất bại gì đó. Tuy rằng bạn không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà tôi thấy bạn hát nó được cái rất hồn nhiên. Tôi hy vọng rằng một thời gian gần đây bạn sẽ đứng trong hàng ngũ những ca sĩ mà được yêu thích. Tôi sẽ vote cho bạn. Cho bạn cái câu. Xin cảm ơn ban giám khảo. Báo giao thông ạ. Dạ. Cái bài hát vừa rồi là nó khó đấy. Thế mà ngươi lại dám hát hết cả bài. Mà hát được hết cả bài mà không hề bị xoắn. Ta thấy ngươi là có tài năng đấy. Ôi, mình được khen là có tài năng. Thế mà dưới hạ giới dân cứ bảo mình ngu không biết làm giao thông. Dạ, xin cảm ơn ban giám khảo ạ. Dạ, em biết chắc là với công việc của em thì chả ai nhắn tin bình chọn cho em được. Nhưng mà vẫn mong mọi người cố gắng lên. Chào anh, đi sao rồi, cảm thấy thế nào ạ? Chả cảm thấy nào, bình thường. Ban giám khảo idol tưởng khác, các cuộc thi khác cứ bắt hát đi hát lại bài cũ. Ôi giời, nói chung là cuộc thi này tính sáng tạo không cao. May mà có cái nhân tố mới là hố tử thần, chứ không chả biết nói gì. Ban giám khảo mới được đấy chứ. Ban giám khảo này à? Ừ. Lộ cộ lắm. Trời hố. Trời ơi, lại còn được cái ông bắt đầu. Ngạo ngạo. Năm nay có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông? Chết thì phải hỏi người chết, chứ hỏi này sao biết chi tiết chứ bố ai mà biết được. Số chết không chết kiểu này, chết kiểu khác. Ôi giời, đang hát bài ước ao khát khao, thế cắt ngang phần thi hỏi bạn ước gì, ước khát gì. Ước được là idol hay là ước cái gì mà hỏi vớ vẩn. Chửi âm lên. Chửi ở đây ghi âm tống lên mạng giống như idol năm ngoái thì vỡ mặt. Mời táo tiếp theo. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Hôm nay lên trên đình chầu, thần có một chút quà tặng cho tất cả mọi người trên thiên đình ạ. Dạ, gửi Ngọc Hoàng ạ. Năm ta bắt đầu. Này, quà này. Không nhận à, cầm lấy. Cái gì đấy? Thẻ cào điện đấy. Thẻ cào điện là thế nào? Cào ra, lấy số liệu, nạp thẳng vào công tơ. Nạp tiền đến đâu, dùng điện đến đấy. Cái này hay đây này. Hay không? Giống như kiểu là dùng điện thoại trả trước hả? Đúng rồi. Hay quá nhỉ? Này, tớ bảo cái nhá. Cái gì? Cái này mà,
chỉ lưu hành nội bộ thôi. À, hay quá. Lúc nào hết cái gọi điện cho tớ, tớ cho đàn em mang đến ngay. Hay quá. Được cái thôi này. Thi gì thi luôn đi. Thi luôn à? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng thần thi luôn ạ. Bẩm Ngọc Hoàng, dù có ghét thi điện lực thì cũng phải công nhận là màn múa của chị vừa rồi quá ấn tượng. Chứng tỏ là năm vừa qua chị phải luyện tập bài này nhiều lắm. Làm đi làm lại tới mức thuần thục thì biểu diễn vừa rồi nó mới mịn màng đến như vậy, đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Được quá. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, nếu mà năm nay táo điện lực được idol thì em xin hứa luôn là sang năm tới khu nhà của các anh sẽ không bao giờ bị cắt điện ạ. Vừa rồi chị hay quá. Muôn tông Ngọc Hoàng, màn trình diễn vừa rồi của thần là màn trình diễn 360 độ điện lực ạ, gồm 4 chương. Chương thứ nhất, chặt rừng đầu nguồn xây thủy điện với tiết tấu rộn ràng và hùng tráng. Hay. Chương thứ hai, điện đến muôn nơi với tiết tấu nhẹ nhàng và bay bổng. Quá được. Chương thứ ba, xả lũ với tiết tấu ầm ầm và man rợ. Được lắm. Chương thứ tư, cất điện luân phiên với tiết tấu rộn ràng và đầy ngẫu hứng. Này, táo điện lực. Theo như ngươi nói thì ở cái chương 1 là chặt cây để xây thủy điện. Ngươi có nghĩ tới hậu quả của nó không? Ơ, việc gì mà phải nghĩ ạ? À? Việc của thần là việc biến những thung lũng thành những cái hồ. Mà phàm cây mà ngâm ở trong nước thì làm sao mà cây sống được? Thế đằng nào mà chả chặt, tốt nhất là cứ chặt trước đi. Chẳng nhẽ để xây xong hồ rồi lại bảo anh em ơi, lặn xuống hồ để chặt cây à? Nói thế phải không anh Cao? Phải gì mà phải. Rừng nó là tài nguyên. Vâng. Nó còn là vành đai bảo hộ lũ. Vâng, vâng. Tránh cho lũ về. Đằng này chị chặt hết cây dưới lòng hồ xong, chỗ nào xây thủy điện, chị lại còn chặt luôn cả tất cả những cây xung quanh đấy để làm đường đi lại. Vâng. Này, tại sao chị không tính đến chuyện nhỡ mà lũ nó về ảnh hưởng đến người dân ở dưới hả? Ui em ơi, anh à, em tính chứ, em tính rất là kỹ. Mà em còn có cả một đội ngũ chuyên gia tính của em nữa chứ. Ừ. Nhưng mà đằng nào chả thế, mình không chặt thì dân người ta cũng chặt.
Mà đương nhiên chặt cây thì nước lũ phải đổ về âm âm. Mà nước lũ đổ về thì mạnh ai người đấy chạy. Mình còn phải lao cái thân mình hơi đâu lao cho dân. Này! Chị nói như thế mà nghe được à? Hả? Tính mạng của người dân mà chị nói khơi khơi chân tuột như con lươn con trạch như thế à? Em nói vô trách nhiệm thế à? Đồ điên nặng! Việc của em là gì? Là làm thủy điện. Mà muốn làm ra điện là phải giữ đập. Mà muốn giữ đập là phải xả nước, xả lũ. Thế mà anh lại bảo em là cái đồ vô trách nhiệm à? Đành rằng là cái việc xả lũ là cần, nhưng cô phải tính toán cho nó kỹ càng để mình còn chủ động. Chứ này lại cứ thích là xả lũ ra như thế à? Khổ quá, tính cái gì? Bây giờ em hỏi anh nhá. Bình thường ấy thì điện lực của chúng em phải tiết kiệm hàng gáo nước, hàng giọt nước để làm ra điện. Thế nhưng mà khổ một nỗi, không hiểu sao đợt này nhiều nước thế chứ lị. Để em kể cho anh nghe này nhá. Đang ngồi nhậu vừa đưa miếng thịt chó lên mồm, chưa kịp nuốt miếng thịt chó vào mồm thì tự dưng nghe đến ào một cái, ôi thôi đầy hoặc cả cái hồ. Không hiểu sao nước ở đâu ra nhiều thế anh nhỉ? Nước á? Vâng. Làm thủy điện mà lại hỏi nước ở đâu ra nhiều? Nước mưa nó xuống thì có nước. Nước mưa à? Ừ. Thế nhưng mà mưa ở đâu ra? Mưa thì là ở chân mà trời là ai? Trời chính là các anh chứ còn là ai nữa? Thôi đừng có nói nhiều. Tóm lại là gì? Mưa lũ là do trời. Điện lực chả liên quan gì. Này táo điện lực. Dạ. Ngươi phải bảo đảm sự an nguy của dân chứ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, vẫn biết là sự an nguy của dân là trên hết, nhưng mà làm ra điện cũng quan trọng lắm. Đây này, thần đang đau hết cả đầu vì cái chuyện phải làm sao cắt điện luân phiên để cho tất cả mọi người dân đều được dùng điện ạ. Hơi đâu giờ mà thần lo lũ mới chả lụt. Thế tại sao hồi đầu năm ấy ngươi có hứa với ta là cung cấp đủ điện cho dân cơ mà? Vâng. Thì thần hỏi cái thằng Giang Cát Dư bảo có đủ không thì nó lại bảo là đủ. Chính vì thế mà thần mới báo cáo với Ngọc Hoàng là đủ. Ai ngờ rằng đến mùa hè thì một người lại dùng gấp 3-4 lần thần dự tính. Mà cái kiểu dùng vô tội vạ điện như thế, bảo làm sao mà không thiếu điện. Mà đây này, ôi trời ơi, làm gì mà phải bật mấy trăm ngọn điện lên thế này để làm gì hả? Phung phí. Tôi hỏi anh nhá, ở đây có kinh doanh không? Không. Có sản xuất không? Không. Có nghiên cứu khoa học không? Không. Thế không thì làm sao mà phải bật tung tóe điện lên thế này để làm gì? Hả? Chỉ để cho mấy các anh nhìn mặt nhau cho nó rõ à? Điện thoại đâu? Đưa điện thoại đây. Alo. Alo. Chị đây chứ còn mày hỏi ai nữa? Mày kiểm tra ngay cho chị xem là tháng vừa rồi trên thiên đình dùng hết bao nhiêu số điện. Biết ngay mà. Điện chùa có khác. Dùng vô tội vạ. Ôi giời xin lỗi, không phải trả tiền có khác, dùng cứ gọi là vô tư. Này, nói cho mà biết, cái kiểu dùng điện như thế bảo làm sao mà không thiếu. À đây rồi. Cái gì? Cái đèn này để làm gì? Ừ. Đèn này để làm gì? Sao phung phí điện thế này à? Không dùng thì cắt nó đi. Ôi giời ơi. Này. Này. Không phải của mình cũng mó vào. Cái đèn đang hở điện ông chưa đấu lại đâu. Rồi, bẩm Ngọc Hoàng, bên nó bị giật điện cái trông nó xoắn quá Ngọc Hoàng à. Sao hôm nay ở đây điện sáng lung linh thế? Chết rồi. Ôi, ôi sao thiên đình hôm nay đẹp thế? Ôi các anh ơi, các anh ơi cho em thi à? Thi cái gì? Thi idol. Vừa thi rồi còn gì? Thằng chú em chưa thi ạ. Chết rồi. Ôi anh ơi, ôi anh ơi, em đang hứng anh ơi. Anh ơi cho em thi luôn đi. Cho em thi luôn. Này. Thi nhảy dây à? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chừng này thì bị điện giật thì chắc là thần kinh rồi ạ. Dạ, điên điên dở dở này có nên cho thi không ạ? Thì cứ cho thi thì cho nó vui. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng cho em hát ạ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Em sẵn sàng rồi, bắt đầu quay chưa? Bắt đầu. Máy chạy. Máy chạy à, bắt đầu.
À, nhẹ nhàng thế này là đang diệt lụa đấy. Hoàng nó chuyển sang diệt quần bò rồi. À, diệt tầm gái, diệt tầm gái, à, diệt tầm gái, diệt tầm gái, tầm ơi, diệt tầm là lập. Anh ơi, cái micro của em nó làm sao hơi chả nghe thấy gì anh ạ? Thế à? Vâng. À, bọn mình đang tổ chức cắt điện luân phiên đấy. Đang thi à? Đó. Đang thi cứ cắt. Đang thi cứ anh cắt, anh không suy nghĩ à? Nghĩ rồi thì người ta mới cắt. Thế nhưng mà anh ơi, anh như thế ảnh hưởng đến phần thi của em lắm anh ạ. Ảnh hưởng à? Vâng. Ảnh hưởng phần thi của ai? Của em ạ. À, đấy là ảnh hưởng phần thi của chị, còn tôi thì cứ cắt. Giỡn người à? Này tôi nói cho các anh biết nhá. Ừ thì thôi, phần thi của tôi thì không quan trọng, không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ các anh phải đặt địa vị các anh vào những người sử dụng điện xem. Thế à? Tỉ dụ như này nhá. Ừ. Có một đơn vị sản xuất kinh doanh đông lạnh. Người ta đang làm đông lạnh hàng trăm hàng nghìn tấn cá. Thế mà tự dưng các anh làm đến rộp một cái. Ôi trời, cá người ta để mang về bón cây à? Ôi thì chết rồi. Cắt điện là ảnh hưởng đến doanh nghiệp à? Chút gì nữa. Ảnh hưởng đến sản xuất à? Chút gì nữa. Ảnh hưởng có nhiều không? Nhiều chứ. Nhiều kệ họ, tôi cứ cắt. Ừ, thôi được rồi. Được chứ, cứ coi như con tôm, con cá, các anh coi không ra cái gì cũng được. À. Thế nhưng mà bây giờ tỉ dụ như thế này nhá. Đang có một ca cấp cứu ở trong bệnh viện. Bác sĩ đang cầm dao mổ trực tiếp cho bệnh nhân. À, cấp cứu bệnh viện à? Cấp cứu. Quan trọng đấy, quan trọng. Cấp cứu, mổ. Phanh ra. Ừ. Mổ. Đang mổ. Loạt. Cái gì đấy? Cắt điện. Thế xong rồi các anh làm gì? Làm gì? Cầm cái vải phủ tạm lên. Đi. Đi đâu? Tôi với ông ra cổng viện làm nồi lẩu, làm mấy chén rượu cho đỡ căng thẳng. Ôi trời, các anh ơi! Ăn lẩu hả? Tớ là tớ thích ăn lẩu gà. Lẩu gì cũng được, uống rượu không? Mà này, ta ăn lẩu là phải có sa tế đấy nhá. Vâng, ăn gì cũng được ạ. Con đã em bảo này, này ở trong kia, người dân người ta đang hấp hối, người ta sắp chết rồi. Mà các anh lại bỏ dân ở trong đấy, các anh ra đây để ăn lẩu à? Sao các anh vô trách nhiệm thế hả? Đang ăn. Hả? Có trách nhiệm cái gì? Hả? Có trách nhiệm. Mổ mới ngoạc ra. Thế bây tôi hỏi chị, nhưng mà tôi đang mổ. Mất điện như thế tối om lên làm tôi không nghỉ thì tôi làm gì? À, chẳng lẽ tôi cứ lần mò ở trong đấy, tôi đang cắt amidan, tôi cứ lần mò một lúc sau thì tôi thành tôi thất trí à? Điên. Đang ăn. Thôi giờ chị làm cái. Ôi trời ơi. Ôi nhân dân ơi. Nhân dân nghe thế có được không mà nhân dân ơi? Đành rằng con tôm con cá người ta khôi không ra gì đã đành. Đây lại là tính mạng con người. Tính mạng con người mà sống chết mặc bay coi không ra cái gì ạ. Ra bởi Ngọc Hoàng làm tí ra ngày cứu. Ôi trời ơi, nó lại còn ra ngày cứu à, trời ơi. Nó không cứu người nữa, còn ăn lẩu gà ngày cứu. Trời ơi. Này tôi nói cho các anh biết, ăn cái gì hả? Ăn cái gì? Chỉ có độc quyền mới dám hành xử như thế, hiểu không? Được rồi, hôm nay tôi thay mặt nhân dân cần gặp người có trách nhiệm về điện ở đây. Ai là người có trách nhiệm về điện ở đây hả? Ai là người có trách nhiệm về điện ở đây? Tôi cần gặp người đấy. Tôi mà gặp người đấy thì tôi sẽ làm sao đây? Tôi sẽ nói với người ta rằng nếu cần thì vẫn phải cắt thôi. Dạ đấy. Bồng Ngọc Hoàng xem mặt vênh lên như kia kìa. Chỉ khi nào đặt mình vào địa vị của người sử dụng điện thì mới hiểu vì sao người ta lại bức xúc mỗi khi bị cắt điện luân phiên một cách vô tội vạ đến như vậy nhá. Anh Tào. Gì? Sang tôi nhờ tí đây. Này tôi bảo, cái năm vừa rồi ấy mà, tôi tổ chức cắt điện luân phiên. Đúng. Nhưng sang đến năm nay, tôi sẽ tổ chức cắt điện ngẫu nhiên tùy hứng. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là ở đâu kêu nhiều thì tôi ưu tiên cắt trước. Càng kêu tôi càng cắt.
càng gào to thì tôi cắt luôn. Cắt để cho mà cứ gào ở trong bóng đêm. Gào ở trong bóng đêm rồi mà nhớ. Nhớ rồi mà phải tự suy nghĩ xem lý do tại sao mình lại bị cắt điện. Ui dồi. Thôi, chị đã nói thế thì ai dám có ý kiến gì nữa. Thì anh cứ nói đi. Em chẳng có ý kiến gì, chả dám kêu ca nhỉ. Ừ. Anh không nói thì anh làm gì? Hát được không? Ôi được, tôi rất thích hát đi. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, từ lúc chị điện lực lên đây thấy chị có vẻ căng thẳng. Xin phép Ngọc Hoàng cho chúng ta hát một bài cho nó không khí nó thay đổi nhá. Các người cứ hát đi. Xin phép dạ. Ngọc Hoàng hát à? Nghe nhá. Dạ. Âm nhạc. Bà điện bà cắt. Ôi giời, cái gì thế? Giữa ngày trời oi hứng lên là chơi. Mặt dân nóng bức, thức đêm mà mong mà chờ. Cắt không hoa dò sự trả, nói lấy một câu. Cắt là cắt luôn tiền điện mà bà thu. Ôi giời, bệnh viện bà còn cắt, cứ mặc bệnh nhân. Đang chưa mổ xong, cắt phăng một phát, tắt luôn hết đèn. Tối om thế này thì bác sĩ mổ sao? Cắt liều thế sao? Điện nạt liều thế sao? Độc quyền thì bà cắt, nói nhiều bà tiền. Đã tiền thì thôi, ở đây cắt tất. Cắt luôn doanh nghiệp, cắt luôn là bệnh viện. Rồi cắt nốt hộ dân. Điện lực. Dạ. Vào thời điểm này ta chỉ thị không được tăng tiền điện nữa. Dạ. Còn về sau này ngươi phải tính toán cẩn thận khi tính về chuyện cắt điện luân phiên. Dạ. Ta biết ngươi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng làm sao cũng phải đảm bảo đời sống sinh hoạt cho dân, ngươi hiểu chưa? Dạ. Thôi, ta cho ngươi lui. Dạ, nhưng mà thần chưa lui được ạ. Này, thi xong rồi thì đi ra cho người khác thi. Đứng không, nhưng mà em chưa ra được anh ạ. Chưa ra thì ở đây làm gì? Làm gì? Em chả làm gì cả, em chỉ muốn nói. Các bạn ơi, các bạn nhớ bình chọn cho mình nhá. Mã số của mình là 09. Con ngấn. Sao anh lại bảo em là ngấn? Kệ. Này, cầm đạo cụ về. Dở hơi. Anh ơi, sang năm rồi em chả thi nữa đâu anh ạ. À. Sao thế? Rõ ràng là em xinh như thế này, điệu đà như này, mà ban giám khảo lại bảo là em ngấn. Ai làm thế? Mà thí sinh đã hết lòng, cố gắng hết sức mình rồi, chẳng động viên thì thôi, lại còn cứ chê bôi người ta mới sợ chứ. Em hỏi anh nhá. Thiếu điện thì ai mà chả biết. Thiếu thì người ta phải cắt chứ. Mà sao cái lúc người ta tặng kẻ cao điện, sao không bảo người ta là ngấn đi? Đâu có đó. Ôi anh ơi, quay thế này có phát trực tiếp không ạ anh? Đang trực tiếp đây em. Ôi, phát trực tiếp à? Trực tiếp. Các bạn nhớ bình chọn cho mình nhá. Mã số của mình là 09. 09. Vâng, 09. Ôi đẹp trai thế. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, để thần mời táo tiếp theo vào. Ừ. Ấy chết. Này, xin. Này. Từ từ. Dạ, mời Ngọc Hoàng lên trên nào. Gì đấy? Cái gì thế? Thần nghĩ chúng ta phải hội ý ạ. Sao lại phải hội ý? Dạ, chứ vừa rồi ban giám khảo làm
chưa đúng chức năng và vai trò ạ. Sao thế? Thế à? Dạ vâng. Đáng lý là sau cái phần thi của thí sinh thì Ngọc Hoàng phải nhận xét. Đằng này Ngọc Hoàng lại vẫn tưởng đây là buổi chầu, Ngọc Hoàng lại nhắc nhở, thế là không đúng vô mét đâu ạ. Ồ thế à? Vâng ạ. Thế thì ta phải làm như thế nào? Dạ theo đúng quy định và format của chương trình thì ban giám khảo sẽ có người đóng vai ác, có người đóng vai hiền ạ. Ồ thế thì ta đóng vai gì? Dạ trông Ngọc Hoàng uy nghi, trông Ngọc Hoàng hiền từ thế này, Ngọc Hoàng nên đóng vai ác ạ. Hả? Dạ đúng ạ. Cho vai ác à? Dạ vâng, làm thế thì cho nó khác chất đi ạ. Nhưng mà khó lắm, ta dạ, không làm được Ngọc đâu. Hoàng cứ làm đi. Dạ trông Ngọc Hoàng nhìn thẳng thì hiền, nhưng nhìn nghiêng có tướng ác đấy ạ. Nhưng mà ác ẩn đấy. Ác là phải làm như thế nào? Là thế này, tức là thí sinh vào thi Ngọc Hoàng chặt chém, nhận xét mang tính vùi dập. Đúng rồi, không cho nó ngóc đầu lên. Dạ nếu mà nó hát hay quá, nhảy đẹp quá thì mình vẫn phải cố tìm ra cái gì để mà chê. Ví dụ như là này, cái cúc áo kia tại sao lại hình tròn? Vâng, đúng rồi ạ. Thế còn ngươi đóng cái gì? Thần đóng vai hiền ạ. Thế còn ngươi, đấu, đã đóng cái gì? Thôi thì thần đứng ở giữa thôi, nửa nọ nửa kia. Đã. Nửa nọ nửa kia? Vâng ạ. Hiểu rồi. Xăng pha nhớt. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Dạ. Dạ. Ác hiền xăng pha nhớt. Ác hiền xăng pha nhớt. Ác à? Vâng ạ. Ừ. Thôi thế cho vào thi đi. Dạ vâng, dạ vâng. Để thần gọi thí sinh tiếp theo ạ. Ừ. Chết. Ui giời. Dạ. Sao Ngọc Hoàng lại ngáng thần ạ? Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Đóng vai ác. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nhưng mà dạ ác là ác với thí sinh thôi, chứ lại ai lại ban giám khảo lại ác với nhau ạ? Ôi, thì phải triệt thì nó mới ác. Thôi. Bậc lên nào thi đi. Bậc thi Hoàng, đi. Hoàng ngồi đi. Để nói chả rõ mà lại ác thế nhỉ? Thế mà cứ bảo không biết ác là thế nào? Mời thí sinh tiếp theo. Đứa nào hát đấy? Hát đâu mà thế à? Dạ bẩm Ngọc Hoàng ơi, nó đã vào đâu ạ? Mới có nhạc thôi ạ. Mới có nhạc thôi ạ, nó chưa hát ạ. Chết. Bình tĩnh ạ. Vâng. Dạ. Mà này. Dạ. Ta nghe cái bài nhạc vừa rồi ấy, sao nó quen thế nhỉ? Dạ, đấy là nhạc ở trong phim Titanic ấy ạ. Dạ vâng ạ. À, ta hiểu rồi. Ta nhớ ra rồi. Dạ. Cái con tàu to tướng mà bị chìm nghỉm ấy chứ gì. Dạ vâng ạ. Thôi, cho nó thi đi. Vào đi. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Táo kinh tế. Ý thố thế à? Hát hò thế à? Hả? Bầm Ngọc Hoàng. Dạ bầm. Đứng thẳng người lên. Dạ bầm Ngọc Hoàng. Dạ bầm. Nó chưa hát. Nó mới chào thôi ạ, nó chưa hát. Chưa. Dạ. Vào đi. Đi vào. Đi vào đi. Nhanh lên. Này, cứ bình tĩnh nhá. Ừ. Này hôm nay, úi giời, chết. Chắc năm vừa rồi làm ăn khấm khá hả? Này gớm. Úi giời ơi, không thèm cưỡi cá chép mà lại đi hẳn tàu. Mà lại còn sát toán vàng này, chắc là năm vừa rồi làm ăn được hả? Chuyện, gia đình có điều kiện. À. Tàu này anh mới xin được ấy. Đấy, vừa mới bảo gia đình có điều kiện một cái mà đã bảo là đi xin. Xin là nghề của anh mà. Ôi dồi ôi, thế à? Này em bảo, thế anh xin tàu ở đâu? Chỉ cho bọn em với, bọn em vừa đi học khóa lái tàu về. Xin à? Tàu đấy, xin ở đâu đấy? Muộn rồi. Sao? Cái chỗ anh xin tàu ấy, nó tái cơ cấu hết rồi. Tái cơ cấu chỗ xin tàu ấy ạ? Ừ. Quý thế. Sao lại tái cơ cấu chỗ đấy làm gì nhỉ? Để thỉnh thoảng anh em mình xin cái tàu đi lại cho nó sướng rồi. Có chỗ mà xin chứ. Phí quá. Còn tàu nó đâu mà xin. Táo kinh tế. Sao nhỉ? Thi gì thì thi đi. Hay là định lên đây để thi lái tàu. Úi dồi. Nhanh lên.
Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chả là năm vừa qua thần làm việc rất vất vả, phải chạy đôn chạy đáo, hết dập chỗ nọ lại thổi chỗ kia, hết cơi chỗ nọ lại nới chỗ kia. Dạ cho nên bây giờ làm kinh tế là phải có kế hoạch hoạch định chiến lược hẳn hoi, cứ thế mà làm sẽ lại bảo là chạy chỗ nọ chạy chỗ kia quá là lính cứu hỏa. Chỉ nghề tôi khác gì lính cứu hỏa đâu. Thế thì có nghĩa là chỗ nào có khói ông đến, mà chỗ nào có lửa thì ông dập à? Chính xác. Cụ thể nó như thế nào nào? À cụ thể hả? Đây, bây giờ ví dụ thế này nhá. Ví dụ trước đây á là tôi bảo bọn đàn em tôi là không được tăng lãi suất nhá. Để cho doanh nghiệp còn vay được đồng vốn. Đúng. Thế mà mấy thằng đàn em tôi làm bên ngân hàng nó không nghe. Nó cứ tăng lãi suất vù vù. Đã thế cuối năm nó lại thi nhau chạy vượt rào để tăng lãi suất. Thế mới đau chứ này. Tôi gọi mấy thằng đàn em lại, thấy chưa? Tôi mới kỷ luật một số thằng mang tính răn đe. Tốt nhá. Thế là đã thế tưởng là xong. Ai ngờ nó lừa lúc tôi ngủ, nó lại chạy lãi suất qua đêm. Tôi mới điền quá, sáng hôm sau tỉnh dậy nhá. Nó lại định làm chuyện đã rồi, tôi mới bảo tất cả vào đây. Tôi mắng cho chúng nó một trận te tua ra. Chúng nó có sợ không? Sợ chứ, nó sợ có thằng đóng cả bỉm. Ôi dồi ôi, thế quá. Này, thế nó sợ thế thì chắc là lãi suất nó phải hạ xuống chứ, đúng không? Có hạ không? Nó lại không hạ mới đau chứ. Ôi dồi, tôi nghĩ rồi. Anh bảo thôi, đằng nào cũng thế. Cứ cho chúng nó tăng lãi suất một tí cho chúng nó dễ thở. Gia đình có điều kiện mà. Mà toàn em mình chứ ai. Toàn anh em ở đâu, anh em sát sườn đây thì chả quan tâm gì cả. Sao thì tôi bảo có gì đấy? Ê, tôi bảo đi. Hay, cái gì? Chả là năm vừa rồi có chót ôm tí cổ định kiếm một tí. Thế nhưng mà cả năm im lìm quá, chẳng thấy cái gì cả. Ông xem nào, ông thổi thổi lên tí. Này tao kinh tế! Tại sao năm vừa rồi chứng khoán lại đi đẹp như vậy? Dạ. Ngươi có giải pháp gì chưa? Dạ. Kìa. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ. Dạ. Dạ. Nghĩ ra cách gì đi. Nhanh lên ra chưa? Nhanh lên, hôm nay ác lắm đấy nhá. Ra rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ tới đây thần sẽ cho anh chứng khoán ngồi với anh xổ số, hai bên hợp tác với nhau, bảo đảm năm sau chứng khoán sẽ lên vù vù ạ. Điên à? Sao điên? Chứng khoán này ngồi với xổ số thì có chả liên quan gì đến nhau cả. Bây giờ hai chú lại diễn cho anh. Diễn đấy, cái gì? Cứ đứng ở đây. Cũng coi đây là vỉa hè. Diễn ngồi uống bia. Bia vỉa hè. Rồi. Em ơi, cho anh hai cốc bia nhá. Tôi không uống bia. Cho lon bò húc. Cho cái ống mút nữa nhá. Bò húc đây ạ, bia đây ạ. Này. Không chúc mừng tí à? Nào, chúc mừng ạ. Hai chú ơi, chú ơi. Mua cho cháu chú ơi. Nó bán cái gì đấy? À, bán vé số dạo. Thôi. Không mua đâu, đi chỗ không khác mua, đi. Đi chỗ khác đi. Chú ơi, mua cho cháu chú đi ơi. Đi chỗ khác. Nào, hai. Chú ơi, mua cho cháu chú ơi. Chú ơi, mua cho cháu ít cổ đi chú. Cái này. Mua cho cháu ít cổ đi chú. Mày bị làm sao đấy? Tao gọi cả đĩa đùi ra đây, tao còn chưa ăn nữa là đòi cổ. Ăn cổ? Nào, đi ra đi. Nào. Hai. Chú ơi. Cô ơi, mua cho cháu ít cổ. Cô ơi, mua cho cháu ít nợ này. Trứng cô mày cả rổ cô mày còn chả ăn hết. Ai đi mua của mày là cái gì? Thế đi. Nào. Không mua đâu con ạ. Không mua. Nào. Hai. Cô chú ơi, mua cho cháu ít trứng ít cổ đi cô chú. Trứng ở đây là chứng khoán mà cổ ở đây là cổ phiếu. Mua cho cháu đi cô chú. Chú nói lần cuối cùng nhá, không mua là không mua nhá. Cô chú mua cho cháu đi. Đi chỗ khác chơi. Đi chơi đi. Cô chú mua cho bảo cháu. Bảo đi chơi là đi chơi. Ô cái thằng này lì quá nhỉ. Bảo đi chỗ khác. Mua cho cháu đi. Này. Đi chỗ khác cho người ta ăn cho nó ngon miệng. Kiếp trông mặt phải như thằng Đao ấy. Ăn mất cả con chứ đi. Đi chỗ khác đi. Chú ơi, mua cho cháu đi. Này, mày có muốn ăn cái lon bò húc này lên đầu không hả? Không mua thì thôi, làm sao cứ phải đuổi thế, mất cả công người ta đấm bóp từ nãy giờ. Đi chơi đi, chơi đi. Nào. Cô chú ơi, mua cho cháu đi. Mua cho cháu đi.
À thì giờ thế này, nếu cô chú không mua thì thôi nhá. Cháu cứ để trứng mới cỏ ở đây nhá. Lát nữa cháu quay lại cháu lấy nhá. Cháu nói chú nghe nhá. Cái mã giao dịch này á, năm ngoái á, lên kịch trần đấy. Cháu nói cô nghe nhá, cái mã giao dịch này 3 năm trước không có mà mua đâu. Trước đây ấy, mã giao dịch này á, 3 triệu một cỏ. Nhưng bây giờ cháu để rẻ cho cô chú thôi, có 2.000 một cỏ thôi. Ôi giời, bây giờ cô chú mua cho cháu 10 cỏ nhá, cháu bớt cho cô chú 2.000. Đi, 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 chơi, đi, chơi, đi, đông cỏ. Nào, xin mời. Ai mua trứng rẻ chạy khỏe ra đây nào. Ai mua cỏ rẻ chạy khỏe ra đây nào. Này này, theo ta nghĩ, chơi chứng khoán thì phải có đầu tư, có tính toán đàng hoàng. Tại sao lại đi bán chứng khoán cứ như là đi bán vé xổ số dạo thế hả? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, bây giờ là chứng khoán với xổ số giá ngang nhau, mà cái bấp bênh nó cũng như nhau. Tính thế quái nào được ạ? À, này này này, ý ông là năm sau ông cho lực lượng bán xổ số dạo bán luôn cả chứng khoán đúng không? Đúng rồi. Bắt đầu. Hay, có cách cứu cái chỗ cổ đấy rồi. Cách gì, cách gì? Năm sau nhá, làm đệ tử của anh Kinh Tế, trang điểm thật xinh vào, thật đẹp vào, môi đỏ, hiểu xinh. Điên đảo chỗ luôn. Chỗ nào thiếu thì độn nó lên, hiểu không? Rồi. Rồi cứ nửa đêm ra bến xe, bến tàu mới vườn hoa mà đứng. Rồi, anh ơi mua cổ em đi. Anh ơi mua cổ em đi. Thế nào có đứa nó ôm. Đồ điên. Làm như thế thì chẳng hóa ra là... Anh ơi mua cổ em đi. Cười hả? Ông cười. Thôi. Ông mấy năm trước thì ông cũng thổi phù lên để cho lên người ta ôm cả một đống vào. Thế xong bây giờ là cái đi đẹp cả năm chẳng cái gì cả. Xem có cách nào mà cho nó lên luôn đi. Cho lên đi. Lên điên đảo luôn đi. Lên luôn. Nguyên văn đấy. Muốn lên luôn thì được ngay. Muốn lên luôn thì mời lên tàu. Lên làm gì? Cứ lên đi rồi sẽ biết. Tôi bảo chứng khoán lên thì tôi lên tàu làm chết gì. Hả? Cứ lên đi. Khổ sao quá. Cứ đành đạch ra thế. Ông bị làm sao thế? Hả? Cái thằng mặt ngấn này, tự dưng bây giờ tôi lên tàu nó xong rồi để nó biết nó làm cái trò gì. Ôi tôi đây. Phải chuột bạch đâu mà cho nó thí nghiệm. Ôi đây là thiên đình, còn lâu nó mới dám làm gì. Cứ lên đi, có gì tớ yểm trợ. Lên đi. Lên đi. Ông nhớ nhá. Nhớ nhá. Đi lên. Xem nó làm cái trò gì. Bẩm Ngọc Hoàng, vừa qua thần có gặp một pháp sư dạy cho thần một cách là muốn cái gì lên thì chỉ cần nói một câu thần chú bảo làm lên luôn ạ. À. Dạ, nhân đây thần xin biểu diễn để cho Ngọc Hoàng xem mà. Ba la bolo, ba la bolo, ba la bolo. Ba la bolo, ba la bolo. Lên. Ôi thế lên rồi này. Lên chưa? Ô thằng này giỏi nhé. Ô thế là bảo lên là lên luôn à? Lên. Được chưa? Ra bằng Ngọc Hoàng lên thật là ơi. Lên chưa? Này. Ôi dồi ôi. Bắt đầu. Hả? Trên đấy thấy cái gì không? Every light in my ship, I see you, I feel you. Thì ta lấy kia. Không, cán bộ thiên đình mà ông ấy đọc là ai phiếu dư. Sợ quá cơ. Mà thế này mà có bằng thạc sĩ được thì tôi cũng chịu. Rồi quá. I'm flying. Hay. Bẩm Ngọc Hoàng, thần quên mất ạ. Dạ bây giờ có một tin vui, bây giờ thần mới kịp báo cho Ngọc Hoàng. Dạ năm vừa qua thiên đình ta đã thoát khỏi những thiên đình nghèo rồi đấy ạ. Bây giờ mình sắp được rồi, gia đình sắp có điều kiện rồi. Này Tế ơi. Tế. Tế, cho xuống cái, lạnh quá. Ai gọi nhỉ? Đây này. Đó. Ô, cho xuống đi, lạnh quá. Đầu đấy à? Sao tự nhiên lên đây làm gì đấy? Ông bị làm sao đấy? Ông vừa là phù phép đọc thần chú cho tôi lên gì? Đầu ơi, không phải cái gì muốn lên xong rồi là muốn xuống là xuống được ngay nhá. Thôi bây giờ cứ ở trên đấy chơi cho nó mát. Này, không đùa đâu đấy nhá. Lạnh lắm rồi đấy, cho xuống đi nhanh lên. Kìa năm tao, bảo nó đi. Ai đùa? Này, mỗi lần lên đây chầu Ngọc Hoàng nhá, chính đầu là mắng tôi nhiều nhất đấy nhá. Mà chính đầu toàn kít đều với Ngọc Hoàng nhá. Đã thế bây giờ cứ ở trên đấy cho nó mát nhá chưa. Ô này, ta không đùa đâu nhá, ta mà xuống là chết với ta đấy nhá. Kìa, cho đầu nó xuống đi. Dạ cái gì, người ta đã nói thế rồi, cho xuống đi, đùa vừa phải thôi. Cho xuống đi. Dạ nhưng mà... Nhưng mà cái gì, ông có định cho xuống không hả? Có nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà sao làm sao mà không cho xuống?
Nhưng mà em nói thật với Ngọc Hoàng, hôm học cho lên thì em có nhớ câu thần chú. Dạ đang học dở lúc cho xuống thì lại quên mất câu thần chú rồi. Ôi trời ơi, mãi ngồi nhắn tin cho người yêu bây giờ không nhớ là câu nào. Này này thằng mất dạy kia. Mày định để tao chết chết ở trên này à? Bình tĩnh. Em khổ quá, thế thì điện thoại cho bạn cùng lớp hỏi xem nó nhớ không. Khổ quá, nhà có điều kiện, một thầy một trò, làm gì có bạn nào. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, thế bây giờ làm cách nào? Thế nếu như nhớ cố ra xem nào, ông ấy dạy có cái gì liên quan đến cái gì? Liên quan nhanh lên nó liên quan đến tên tôi ấy, liên quan đến đời sống không ạ? Đời sống mình ông nghĩ cho tôi cái. Ông nghĩ là đại khái là nó liên quan đến kinh tế và đời sống. Đấy rồi. Bồ lô bà la. Thị trường. Chẳng biết gì cả. Không phải. Câu khác đi. Bồ lô bà la. Giá xăng dầu điện nước. Lên này. Sao lại lên thế này? Sao lại thế nhầm? Xin lỗi. Đây rồi. Bồ lô bà la. Ngoại tệ à? Đây. Bảo đảm câu này là dạ xuống luôn này. Chắc chắn không? Nhanh lên. Nào, chuẩn bị. Vàng. Tôi kế tỏi. Làm sao thế này, trời ơi. Sao lại lên cao thế này? Rồi nói đến vàng sao lại lên cao thế này? Bắt đầu ơi. Dạ bẩm nó lên cao vút rồi ạ. Ui dồi ôi, cái gì nhỉ? Cái gì ấy? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, bắt đầu khóc rồi đấy ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chân không phải là khóc đâu ạ. Ôi dồi ôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ dạo này thận bắt đầu kém lắm ạ. Thế lúc nãy lại còn uống bò húc vậy bằng ống mút. Này, ngươi xem có cách nào cho bắt đầu xuống đi. Bắt đầu ơi, chị nhanh lên nha. Đứng dậy, nghĩ cách nào cho người ta xuống đi. Ông đùa áp như thế mà được à? Ông là đồ vô lương tâm, làm như thế làm sao người ta chịu được hả? Nam Tào ơi. Đâu, ông vừa nói cái gì đấy hả? Vừa mắng cho kinh tế một trận. Biết rồi, nhưng mà ông vừa nói câu gì mà nó tụt xuống một tí rồi đấy. Câu hả? Ông làm thế ai người ta chịu được? Không phải câu trước cơ. Đồ. Không phải. Vô. Không phải. Lương. Đúng rồi, lương. Lương, đúng rồi. Nhớ rồi. Bồ lô ba la, lương. Đúng rồi, lương. Lương xuống. Nhớ ngay. Mình là cán bộ thiên đình. Lần sau học hành cho nó tử tế nhá. Chứ học hành không đến nơi đến chốn á là giết dân đấy, nghe chưa? Sao? Nhìn cái kìa, bắt đầu lúc lên thì trông như một bông hoa hồng ngậm sương sớm. Lúc xuống thì có khác gì bông hoa nhài cắm bãi. Ấy, bãi gì cũng được, tránh này. Học hành thế à? Học hành cái kiểu gì mà cho người ta lên được mà tại sao cho xuống lại không xuống được? Mà tại sao cái ông thầy của cái thằng cha này sao nó thâm thế đấy nhỉ? Tại sao ông lại nghĩ ra cái từ lương mà nó lại xuống được mới giỏi chứ này hả? Khổ quá nhờ. Rõ ràng là tôi nhớ năm vừa qua lương có lên mà này. Lên cái gì? Lương của ông lên được có một tí thế này. Trong khi đó điện nước xăng dầu rồi là ngoại tệ rồi vàng lên cao vút lên gấp 3, gấp 4 lần như thế. Thế thì lương của ông trả xuống là gì? Hả? Đồ điên. Bố thằng thầy là thâm thế nhỉ? Thôi. Bây giờ ngươi không thi thì đi ra cho táo khác vào thi. Nhắn đi lên. Ra đi. Đi ra. À, nhớ ra rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, bây giờ đầu của thần là thông thoáng rồi. Bây giờ thần nhớ ra là hôm nay lên đây thần sẽ thi bước nhảy hoàn vũ ạ. Dạ, trước hết là thần mời Ngọc Hoàng ra nhảy với thần một điệu. Điệu này nó không cần phải nhảy nhót gì. Ngọc Hoàng cứ di chuyển nhẹ nhàng thôi ạ. Gọi là bước nhẹ bước nhàng thôi ạ. Dạ, dạ xin mời. Hay quá nhỉ.
Dạ, tiếp theo, dạ xin mời anh ra nhảy với tôi một điệu. Điệu này nó gọi là một bước lên là hai bước xuống à. Ồ, đơn giản thế thôi. Đơn giản thế thôi. Dạ. Được đó. Thôi không nhảy nhót gì đâu. Ừ, ra đây. Biết cái gì đâu mà nhảy. Ra đây. Khổ mắt nhưng mà nhảy cái gì? Nhảy nó tuyết chứ còn gì nữa. Tuyết là cái gì? Tuyết. Xin mời. Xin lỗi, xin lỗi nhá. Ôi giời. Đầu óc cũng rũ rượi như con điên này á. Nào, Táo Kinh Tế, phần thi đã xong, bước lên hai bước. Sau đây sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo. Dạ, xin mời trưởng ban ạ. Táo Kinh Tế này. Dạ. Ta cũng không ngờ ngươi làm kinh tế. Táo Kinh Tế! Nhưng mà ta không thích. Chóng mặt lắm, nhí nhố, nhám nhí, ta hết. Vừa rồi là phần nhận xét của Ngọc Hoàng, còn bây giờ đến phần nhận xét của ta. Riêng ta lại rất thích cái phần thi của Táo Kinh Tế. Bởi vì ở đó Táo Kinh Tế đã lồng ghép được những việc mình làm trong năm qua vào những điệu nhảy, vào bước nhảy hoàn vũ. Ví dụ như phần đầu tiên nhảy với Ngọc Hoàng thì bước đi nó nhẹ nhàng uyển chuyển không kém phần não nề, đó chính là nhịp điệu của thị trường chứng khoán. Thế còn là phần nhảy với ta chát bục các cục, điều đó chứng tỏ là ngươi đang phản ánh giá xăng, giá dầu, điện nước. Còn đặc biệt là phần nhảy với cả Bắc Đồng, phải nói là biên độ dao động nó rất là cao, nó rất là mạnh. Không ai biết nó lên đến chỗ nào. Điều đó chứng tỏ ngươi đang phản ánh giá vàng trong năm qua. Tôi thất bại như đó. Phần nhận xét của tôi chẳng có ý kiến gì cả. Chúc bạn thành công. Dạ vâng. Em xin phép ạ. Xin phép ạ. Biết sao vào đây mà toán mắng. À quên. Xin lỗi quý vị khán giả. Quý vị khán giả nhớ bình chọn cho mình số báo danh là 06. Ra đằng sau nhá. Gia đình đang phát sim miễn phí nhá. Nhà có điều kiện mà. Anh. Úi dồi, Phan Anh đấy à? Vâng. Sao không vui thế? Vui làm sao được em, anh không hài lòng với cái phần thi của anh lắm. Nhưng mà cũng tại ban giám khảo ấy. Ban giám khảo vào là không nên mắng thí sinh như thế. Đây là ngày mắng thí sinh mà làm người ta sợ cuống cả lên. Người ta lại đáng nhẽ là phần đưa lên thì người ta lại hạ xuống. Và phần hạ xuống thì người ta lại đưa lên. Mà phần đứng im thì người ta lại xoắn lại. Nhưng mà còn phần nhảy chắc là vớt vát được tí. Phần nhảy á? Ừ. Phần nhảy thì anh không hài lòng lắm. Bởi vì phần nhảy ấy, là nó phải áp dụng vào là giải phóng hình thể ấy, là phải hết sức tập trung. Đây đợt này ban giám khảo lại mắng mình lại bảo là áp vào mấy giá vàng này, giá đô này, giá điện nước xăng dầu. Nói tóm lại là ban giám khảo này chỉ cho ra ngoài đứng đường để làm quản lý thị trường thôi. Chả biết tí gì về nghệ thuật cả. Bình tĩnh. Này, dạ. Tao đâu? Tao hỏi ý tí nhá. Vâng. Sao thế ạ?
Ồ, cái kiểu đóng ác mà nhận xét như thế ta không làm được đâu. Dạ không, Ngọc Hoàng còn năng khiếu ác đấy chứ ạ. Thôi thế này nhá. Dạ. Bây giờ thí sinh nào vào thi, ta nghĩ thế nào thì ta nói như thế, đừng có ép ta. Nhưng mà... Thôi, nhưng cái gì nữa, cứ như thế. Gọi thí sinh khác vào đi. Dạ vâng ạ. Mời thí sinh tiếp theo. Mày lên cùng mấy hoa vào xuống mà. Tìm một cảm giác tốt sắc. Này, chết rồi. Làm cái trò gì đấy? Tự dưng vào trả chào hỏi ai thì quằn quại hú hét như thằng điên ấy. Hả? Xúc phạm nghệ sĩ. Ôi, thương thay cho những kiếp người. Người làm sao? Nửa nọ nửa kia. Ô. Hời hợt, nhời nhợt nhưng mà lại thích khoa trương. Mình phải thoát xác, thoát xác, thoát xác. Thôi, 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 thôi. Anh bắt đầu anh nói đúng đấy. Vào đúng đây gì? Tên tuổi chưa giới thiệu, chưa ai biết là ai cả. Mà vào đây cứ hú hét ầm ầm ấy. Người là ai? À, dạ, thưa Ngọc Hoàng, thần táo quy hoạch xin được diện kiến Ngọc Hoàng ạ. Ngày hôm nay đến với cuộc thi Idol, thần mang đến một màn biểu diễn gọi là màn biểu diễn nghệ thuật đương đại. Đây. Này, người có biết thế nào là đương đại không? Mà cứ nói đương đại. Đương nhiên, không biết làm sao biểu diễn được. Ông phải hiểu này này, đương đại tức là hiểu một cách đơn giản nó chỉ là đương đại. Đấy, toán xác thì mình hiểu thế nào đương đại. Mà đương dại thì có ấy. Trông kìa, vào trong này có đeo kính đen à? Đầu nhá, mình phải nhắm mắt lại. Mình nhắm mắt lại, coi như mình đã mù. Lúc ấy, mình sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tâm thức. Vẻ đẹp mà chỉ những đấng quy hoạch cao siêu mới cảm nhận được. Mình phải thoát xác. Thôi. Bỏ cái kính ra. Tóm lại bây giờ ngươi quy hoạch sáng mắt hay mù mắt gì cũng được. Nhưng mà làm luôn đi, trình bày nhiều quá. Làm đi. Đây là tại vì ông cứ hỏi đi chứ. Bắt đầu với cái màn này quen quen. Đúng rồi, cái màn này sau đây là sẽ vào trong toilet tụt quần ngồi đọc sách. Người ta bảo là thân thể ở đây nhưng mà tâm hồn ở chỗ khác. À, thoát xác. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Này này, hả? Chuẩn bị cởi chân cởi chuồng ra xong rồi gắn đầy lông chim vào người xong ngậm chim vào mồm xong rồi phụt ra xong bảo là thoát xác. Đầu ơi chim. Chim đâu rồi? Tôi là chim. Tôi là cánh chim bay lên. Nặng lắm. Thoát xác. Bam. Mày, chim gì bố cũng bắn. Bây giờ nó là chim, nó gặp thợ săn là nó đứt. Thôi, gớm khổ quá, bị bắn rồi, cụp cánh xuống đi. Đành rằng là nghệ thuật nhưng phải làm cái gì cho người ta hiểu được nhá. Này, xoắn hết cả bao đây này. Xoắn đâu mà xoắn. Thế này mà không xoắn. Đây người ta chéo chân. Đang biểu diễn cứ cắt ngang như thế. Người ta đang thoát xác, tự nhiên nó lại cứ tụt xuống dưới. Kiểu đâu đấy. Như thế là xúc phạm nghệ sĩ nhé. Trong đầu thằng này toàn bản vẽ nửa mùa thôi. Nó chưa hoàn thiện cho nên phải tiếp cận bằng cách khác. Ôi, em bắt đầu cảm rồi. Anh Quy Hoạch, em cảm thấy anh không phải là người mà trông anh như một cái oản. Anh Quy Hoạch, phải cảm thế nào đây? Khi mà quy hoạch của anh có những cái nhà mỏng tang giữa phố xây 4 tầng, mặt tiền 10 mét sâu vào 35 phân. Cảm thế nào? Phải nhắm mắt lại, coi như mình đã mù. Lúc ấy ta sẽ cảm thấy đấy là những thân phận mong manh giữa báo tố cuộc đời. Cảm thế nào khi thành phố chiều về, bà con đắp đập trong nhà để té nước ra vì chiều cường. Cảm thế nào đây? Mình phải cảm. Có lạ gì đâu khi nước tràn vào thành phố. Đừng có nhìn nước tràn vào thành phố mà nghĩ là chiều cường, là ngập úng. Mà hãy cảm nhận khi ta lội trên nước,
ta sẽ cảm thấy như sự sống đang được khởi nguồn. Khởi nguồn của nấm kẽ chân, kẻ lở và hắc lao. Hay, đó cũng là một cách cảm. Ôi, à hú. Thế là Ngọc Hoàng cảm thấy rồi đấy. Thoát xác, mình phải thoát xác. Này, ông quy hoạch cái kiểu gì mà mở rộng, sao ông lại điều chỉnh, ông dừng lại rồi ông lại rà soát, gây bao nhiêu xáo trộn trong xã hội. Ông quy hoạch cái kiểu gì mà để người dân nhà không dám xây, xây xong không bán được. Ông cảm thế nào về cái quy hoạch treo đấy hả? Ông phải hiểu, xã hội luôn luôn vận động và phát triển. Bởi vậy thì mở rộng, điều chỉnh hay thu hẹp, nó cũng chỉ là một quá trình của sự phát triển thôi. Một quá trình của sự vận động thôi, hiểu? Kinh vãi. Vãi cũng là một cách cả. Vãi cũng là một cách cả. Nhưng vãi cái gì, vãi như thế nào là tùy theo cảm của từng người. Muốn cảm được ta phải thoát xác. Lần cuối cùng nói một từ thoát xác nữa, mình đuổi luôn. Không đi nữa. Không được, nếu mà không nói thoát xác, không thoát xác thì làm sao mình cảm nhận được để mình quy hoạch. Thôi thôi thôi. Người dân người ta đang muốn hỏi ông là tất cả những chỗ quy hoạch của ông tại sao lại chỗ lồi lõm, gồ ghề không bằng phẳng. Rồi có cả những cái đại lộ ông xây là đắt nhất hành tinh mà vẫn xuất hiện trên đó những cái căn nhà mỏng tang trước gió là thế nào hả? Chính vì thế mà mình phải cấm thoát xác nữa. Không nói được cái này thì ông tôi cấm nói thoát xác ở đây. Thoát xác, thoát xác. Ôi mẹ cả người. Thế tôi hỏi ông nhá. Này, tại sao lại chấp nhận nghệ thuật sắp đặt? Tại sao lại chấp nhận có những màn biểu diễn cởi chân cười chuông ra rồi là để cho cả thiên hạ nhìn thấy? Đấy còn chưa nói, thế mà bây giờ bắt tôi xây nhà vuông vắn, thẳng thắn theo hàng theo lối thì giết chết nghệ thuật của tôi à? Mình không thể làm như thế được, mà mình là phải thoát. Này, được rồi. Thoát đi đâu? À, định thoát đi đâu? Hả? Không. Nhiệm vụ của ông bây giờ cần phải làm ngay là thoát nước nhá. Thoát chứ nước. Không phải thoát xác nhá. Nhưng cái gì? Triều cường vẫn về ngập lụt cả thành phố đấy. Ông phải làm cái gì đi? Ông phải làm cái gì để người dân đỡ bị lụt lội đi? Đúng. À, cứ ngồi đấy mà thoát xác. Chính vì thế nên tôi mới phải dạy cho tất cả người dân đều biết về nghệ thuật đương đại, phải thoát xác. À, mỗi khi mà nước ngập úng, người dân chỉ cần thoát xác và chờ đợi. Chờ đợi và chờ đợi. Vừa rồi cái màn múa đương đại của bạn là bạn cứ lặp đi lặp lại cái câu gì nhỉ? À đúng rồi, câu thoát xác. À, đúng rồi, thoát xác đúng không? Bây giờ chúng tôi rất muốn là xác của bạn thoát ngay ra khỏi căn phòng này, nhanh lên. Nhanh lên. Sao khổ thế chứ, lại làm nghệ sĩ đương đại nó khổ thế chứ. Làm mà không ai hiểu. Thoát xác. Nó nói gỡ đấy. Này, bạn. Cái gì? Tóc đâu rồi? Tóc tài cái gì, đang ở trên mây còn chưa hạ xuống được đây này. Lúc nãy tóc dài xinh lắm mà. Ồ, vì có cái cảm chứ. Cảm gì? Cảm nên nó tóc dài. Bạn vẫn tự tin rằng mình sẽ tỏa sáng, sẽ đoạt giải, sẽ lôi cuốn cả thiên đình chứ? Cái nghệ thuật đương đại này nó cũng hơi khó, mình cũng không tự tin lắm. Nói thật nhá, về độ chuyên nghiệp thì mình là vô đối rồi, là pro rồi. Thế nhưng mà về đẳng cấp thì lúc đầu vào gặp họ mình còn thấy chênh vênh, nhưng càng về sau mình càng thấy tụt xuống, thua. Nói thật nhá, phần thi nhá, của tôi nhá, mà ban giám khảo mà cảm được nhá, kiểu gì tôi cũng tỏa sáng. Các bạn cứ yên tâm nhé, tỏa sáng. Ai đấy? Báo. Báo nào? Ôi giời, báo mạng ấy mà. Thế à? Hỏi về cái gì đấy à, bác Đồng? Hỏi là phần thi vừa rồi là của tao quy hoạch. Hỏi như thế nào nhưng tôi bảo là tôi không bình luận gì cả. Thế à? Bây giờ có cái tin. Xin phép Ngọc Hoàng. Đây. Đấy. Bắt đầu phát điên vì vẻ nam tính của táo quy hoạch. Ô sao lại thế? Thì ông vừa trả lời phỏng vấn gì nữa? Tôi bảo là tôi có bình luận gì đâu mà sao lại tự dưng này? Ô sao lại buồn cười thế nhỉ? Khổ quá, tôi bảo là trong cuộc thi cũng có nhiều chuyện đau đầu. À thế, thế mà nó vu ngay, nó lại bảo là tôi phát điên vì vẻ nam, cái thằng đấy mà nam tính á. Úi giời ơi. Thế chắc là người ta cũng suy luận đau đầu thường là đau quá thì phát điên. Úi giời không? Ơi. Ôi, xin lỗi. Alo, Nam Tào đây. À không, mình không có ý kiến gì về bài báo bắt đầu phát điên vì vẻ nam tính của quy hoạch. Không, mình không có ý kiến gì. Không, tin đi tin lại rồi tình cảm bọn tớ lại sứt mẻ ra, nó không hay. Vâng, xin cảm ơn. Ý kiến á, ý kiến của tôi là tôi không có ý kiến gì cả.
Vâng, xin cảm ơn. Bạn đừng quấy nhiễu tôi nữa. Vâng, giá mà những người làm báo ai cũng được như bạn thì chúng tôi được nhờ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Thấy không? Quá được. Đành thép không? Thế thì làm sao mà viết được cái gì? Khổ. Chứ cứ ấm mờ như thế thì nó... Tôi ấm mờ cái gì nào? Đây, lại có tin này. Chắc là về cái tin đấy, vẻ nam tính của quy hoạch lâu đọc đi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cái gì đấy? Nghe nhá. Thực hư về chuyện Nam Tào bị bắt đầu quấy rối tình dục. Làm sao mà tôi biết được? Này ông cầm đi. Thực này nếu tôi... chuyện Nam Tào bị bắt đầu quấy rối tình dục dẫn đến tình cảm sứt mẻ. Có sứt mẻ. Ông sơ lên để tôi lạy nó, tôi lạy nó. Điên quá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ dưới ạ, dưới bây giờ thỉnh thoảng có những cái báo mạng của họ viết như thế này giải thôi, quyết thôi, thế nào thôi, ạ? Thôi dạ. Thôi thôi. Cứ tạm dừng lại. Thi đi. Trời ơi. Báo tiếp theo vào. Vào đi. Đây mới lên trầu, tâm trạng thật đang ngổn ngang vì muốn idol, mong được chọn táo tài năng để húng với đời. Là sao ta? Nói chung là thi đó, ở đó có phải là thi không? Cơ sao có vài người? Oh oh, oh oh. Em mong em mai sau trở thành ngôi sao, cho thiên hạ ta phải tự hào về em, nên em sẽ quyết lộ hàng khi đi. Xong em cái phim cuốn vào mạng dân chơi rồi, dẫn tin cho cực sốc, chắc sẽ nhiều đứa xem. Ngọc Hoàng ơi, em muốn cùng anh thề câu chung thủy, không thay đổi lòng để em đây được chúng ta ai đồ. Thế nào? Ô này, dạ? Dạ. Là táo nào mà hát hay thế nhỉ? Dạ. Mà lại người ta lại cứ hát theo chứ. Dạ, bẩm chúng thần cũng rậm rực không kém mà. Dạ, dạ, dạ bẩm Ngọc Hoàng để thần giác. Gọi vào đây. Này, ôi. Đầu xuân năm mới tới đây, hiu hiu gió thổi tầng mây thật gần. Mỗi năm thêm một mùa xuân, mỗi năm thêm một mùa xuân, xin được kính chúc Ngọc Hoàng sẽ muôn phần đẹp trai. Ngươi là táo nào? Gần xa nô nức tiếng đồn, văn hóa xã hội chính là em đây. Này, ông văn hóa xã hội đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đây, đúng không? Vớ được đây rồi ông ơi. Sao ông đây? Quản lý một vài cái báo mạng lá cải đúng không? Dạ vâng, đúng vậy. Thưa cô, sao đang nói chuyện cô lại rồ cả lên? Chứ đừng có thơ nữa, bỏ thơ đi. Nếu mà không thích văn thơ thì tôi sẽ chuyển bây giờ văn xuôi. Về xuôi luôn đi. Về là có ai xuôi về. Về là có ai xuôi. Tôi bảo ông xuôi là ông nói văn xuôi đi, đừng có thơ mới phú nữa. Xuôi đi đâu? Thế tôi tưởng ông đuổi tôi thì tôi về hạ giới luôn để khỏi phải ở này, trên... Chưa về được đâu, đứng đây. Sao cái gì ông thế? Ông đứng đây. Tôi nói cho ông biết nhá. Ông làm quản lý cái đám báo mạng này đúng không? Hả? Vâng. Ông quản lý chúng nó kiểu gì mà để cho chúng nó giật tít rồi nó tung tin rồi nó bịa chuyện rồi nó đủ thứ đó. Hả? Ông làm tôi kiện đấy nhá. Thôi được rồi. Nhá, tôi làm thế à? Tôi khổ hả? Quá. Bình tĩnh, tôi tưởng chuyện gì, chứ cái chuyện báo mạng nó hay đưa tin lung tung chứ gì. Chứ còn gì nữa? Cô yên tâm đi, tôi sẽ chấn chỉnh. Không phải báo mạng nào nó cũng giống báo mạng nào. Thôi thì xin thay mặt những người làm văn hóa xã hội, xin được xin lỗi cô đầu. Xin chúc cô và gia đình sang một năm mới an khang thịnh vượng. Và xin được chúc cô
tránh qua được sóng gió này thì bão bùng mới nó chuẩn bị xảy đến đấy ạ. À. Ông dọa tôi đấy à? Hả? Tôi chẳng phải dọa. Ông dọa tôi đấy à? Này, tôi nói cho ông biết nhá, ông về ông bảo ngay cái mấy cái báo mạng lá cải của ông đấy nhá, nhá. Bỏ ngay cái kiểu mà chuyên là sụp mũi và chỗ hiểm người khác xong rồi là tung tin đặt điều giật tít thì biết gì. Sao cô cứ làm ầm ĩ lên thế? Tôi đã bảo là không phải báo mạng nào nó cũng giống báo mạng nào. Thôi được rồi, để tôi bảo các em nó xin lỗi ông một câu được chưa? Xin lỗi đi. Gớm mà. Alo. Táo vâng mạng đấy à? Anh đây. Ừ, hóa hội đây. Khổ quá. Văn hóa xã hội mày nghe thế nào mà thành hóa học thế hả? Đi ra chỗ khác nghe đi. Cứ đứng ở cái chỗ ầm ĩ thế này mày làm nghe làm sao được anh nói. Nghe đây, có chuyện gì đấy à? To chuyện rồi thế này. Anh đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, xã hội thiếu gì những vấn đề nóng hổi, những vấn đề nó hết sức là bức xúc. Xã hội đầy ra đấy sao mày không đưa lên mà khai thác? Mày đưa cái chuyện nhà cô đầu lên, chuyện nọ chuyện kia mày có biết đấy là con dở hơi ăn cắm lợn không? Hả? Chị ơi, đăng bài ngay nhá, đẩy lên. Chị. Ờ thế nhá. Gì đấy sao sao? Anh làm văn hóa xã hội mà vừa rồi thấy anh thông cảm, anh em nói chuyện vui với nhau mà có vấn đề gì đâu. Sao rồi? Thôi được rồi. Anh à cô đầu, cô cứ vào trong mạng cô xem đi. Anh em nó xin lỗi rồi đấy. Đây đây. Công nhận nhanh thật đấy. Nhanh chứ, đẩy phát là lên ngay chứ mà. Đây này có bài đây này. Ông đọc xem nào. Còn này tôi ba mặt một nhời luôn đi, khỏi cãi luôn nhá. Cứ bình tĩnh. Đấy, khổ quá. Cứ căng thẳng. Đây này. Bắt đầu lên tiếng đòi xin lỗi vì đời tư bị xâm phạm. Đấy, thế ít ra là phải như thế chứ. Đây có một bài tiếp theo đây này. Thực hư chuyện lộ clip phòng the của bắt đầu sau khi mới hút mỡ bụng. Bọn này lấy thông tin ở đâu mà nó đưa nhanh thế nhỉ? Không mỡ bụng à? Ông điên à? Xe nào? Da bụng tôi dán vào da lưng thế này mà nó bảo tôi hút mỡ bụng. Tôi điên ông lắm rồi. Tôi không còn lời gì để mà nói với ông nữa. Tôi chỉ đúc kết bằng một câu đấy nhá. Sao? Cái báo mạng nhà ông ấy nhá. Câu khách rẻ tiền thì cũng không sách rẻ tiền, nó vừa vừa đấy nhá. Tôi kiện đấy. Thôi, tôi đã bảo ông rồi. Là không phải là cái mạng nào nó cũng giống mạng nào mà tại sao nói như thế. Tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết không là... Không cần biết thì bây giờ muốn gì hả? Này, thôi, tôi lên không đây. Nói thế được nhá. Thôi, bây giờ tôi phải nói thế nào mới được. Quá rồi. Một bên là giám khảo, một bên là thí sinh mà sao lại cãi nhau em bẻm thế? Ôi, tôi chết rồi. Giám khảo à? Quá, cứ bình tĩnh, biết tính người ta rồi. Bây giờ tóm lại là anh thi cái gì, anh thi luôn đi. Làm tôi điên hết cả người. Nên đây thi idol cứ làm thế này thì tôi thi idol cho nó xong. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Sau đây thần xin bắt đầu phần thi của mình ạ. Ừ. Dạ. Xin thưa cùng ban giám khảo. Thưa tất cả quý vị đại biểu. Phần thi của em rất đặc biệt. Em mặc dù xuất thân là một siêu người mẫu kiêm võ sĩ, nhưng em cũng đã luyện tập để cho ca khúc của mình được trơn tru và thật ấn tượng. Dạ, em trình bày ca khúc của mình với một tiêu chí, đó chính là hát to, hát khỏe và trông vào đám múa là chủ múa. Chính vì vậy, hôm nay em xin được trình bày ca khúc của mình cùng với vũ đoàn của em. Vũ đoàn đâu? Xuất hiện đi.
táo văn hóa xã hội. Dạ. Ta thấy ngươi bị sát muối nhiều như thế, có khi lại trở thành con cá khô chứ không thành idol được đâu. Dạ, xin thưa cùng với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng quả là một người có tầm nhìn về nghệ thuật. Ngọc Hoàng quả là một người có cảm xúc về ca từ. Dạ, bài hát vừa rồi của thần có tên là Cá Khô. Bởi vì thần vẫn nhớ các cụ xưa có câu nói rằng cá không ăn muối, cá ươn. Người không ăn muối trăm đường người hoai. Em còn bài phiên bản hai của Cá Khô, đó là bài Người Hoai. Sau đây em xin trình bày bài Người Hoai. Xin đừng sát muối vào người hoai. Sao anh lại sát muối vào mồm em? Bởi vì ông sát muối vào tai mọi người. Đâu, em có sát đâu. Bao nhiêu muối đấy còn gì? Đấy là tác giả người ta nghĩ ra muối, chứ em có làm được ra muối đâu. Tác giả là ai? Tác giả là em. Này ông Văn Hóa ơi, dạ. Ông nói bình thường đi. Khi ông nói thế này, mồm ông rất giống mồm con cá dọn bể. Bẩn lắm. Sao anh lại bảo em giống con cá dọn? Này, ông vừa bảo tôi giống con gì? Cá dọn bể. Ông một vừa hai phải thế nhá. Bài hát như thế mà ông cũng hát được. Đáng lý ngay từ khi nó có kiểu nghĩ như thế, ông nó phải dẹp nó đi rồi. Đằng này ông lại còn mang lên đây ông hát. Này, bài hát của tôi ca từ bình thường. Nó ca ngợi muối và cá có vấn đề gì đâu. Nó chả vi phạm cái gì cả. Nó chả ảnh hưởng đến ai cả. Không nói tục chửi bậy ở trong đấy thì làm sao mà ông bắt tôi dẹp nó đi. Nhưng mà nó nhí nhố. Đúng, nhí nhố ở chỗ nào? Này, ông có biết là những bài hát, những ca khúc nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý lớp trẻ nhanh đến như thế nào không? Ông có biết là những cái bài hát kiểu như vừa rồi của ông ấy, đấy, chính vì những cái bài hát kiểu như thế mà đấy, chúng nó đến trường chúng nó xé quần xé áo, giật tóc móc mắt nhau, đánh nhau loạn xạ lên đấy. Ông nói một vừa hai phải thôi nhá. Tôi nói cho ông biết, ca từ của bài hát thì cũng có bài hát hay, bài hát dở, cũng như người đi nói chuyện ấy mà. Nó có người nói chuyện hay, có người nói chuyện vô duyên, có người nói chuyện có duyên. Thì những cái người nói chuyện vô duyên ấy, tại sao ông cứ tiếp lời người ta, sao rồi ông lại cắn lại người ta, ông bảo là thằng này sao mà nông cạn thế. Nói thế mà nghe được à? Táo văn hóa xã hội. Dạ. Ừ. Tao muốn ý, ngươi phải hát những cái bài nó trong sáng lành mạnh. Dạ. Chứ hát những cái bài như vừa rồi ý, ta cho ngươi lui. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thì đó là những bài mới sáng tác thôi ạ. À. Thế còn nếu như Ngọc Hoàng không thích, mà Ngọc Hoàng thích những bài hát nó trong sáng, mà nó chính quy, nó chính thống. Dạ, thần xin hát ngay một bài trong sáng lành mạnh chính quy để cho anh Nam Tào bắt đầu, anh ấy khỏi thắc mắc ạ. À. Rồi hát đi. Hát đi. Nhớ là trong sáng đấy. Cháu lên bà là cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ để mẹ trồng cây trái. Bà vào nhà máy ông bà vui cấy cày. La 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 la. Cháu lên bà, cháu đi mẫu giáo. Nhưng hơi khó vì cháu không có trường. Không có trường mẹ phải dậy từ sớm. Chen vào đăng ký nếu mà mày mới có trường. La 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 la. Có cô kia giữ thuê các cháu. Cô hay cau và rất hay đánh đòn. Cứ mỗi chiều cháu lại được dội nước. Cháu nằm mà bẹp gì cô dùng chân cô ấy thì. La 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 la. Thôi tôi thì nốt cho con này. Thì chưa sạch. Thôi này. Đúng tôi không? Thi hay ông thi đấy. Tôi biểu diễn hay ông biểu diễn đấy. Công làm gì mà lại kỳ cọ nhau ở giữa sân khấu thế à?
Đây là phần thi của tôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đấy là những cái trường không chính quy ạ. Đấy là những cái trường mà thần không quản lý được, thần không phải chịu trách nhiệm. Sao có bao nhiêu trường mà làm được những điều hay, điều tốt, sao các anh không hát mà các anh lại hát toàn những vào những cái vết sạt nhỏ, nó chỉ là những hạt cát trong sa mạc mà thôi. Những cái trường ấy thì làm sao mà tôi phải chịu trách nhiệm. Cái trường không chịu trách nhiệm á, giống như là bắt đầu vừa hát đấy. Người ta chờ suốt cả ngày, xếp hàng từ sáng sớm mà vẫn không nộp được đơn. Xong rồi bố mẹ phải trèo vào rào như là chạy điền kinh ấy. Bất quá người ta mới phải gửi con ở những cái trường mà không có giấy phép, chất lượng kém, hiểu không? Bẩm Ngọc Hoàng, thần mới nói về vấn đề mầm non mà anh Nam Tào bắt đầu có vẻ sục sôi như thế. Thần còn đang muốn kể về tiểu học rồi trung học, không hiểu các anh có ném đá vào mặt thần hay không. Trung học hả? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, để chúng thần thay mặt anh văn hóa xã hội hát về trung học ạ. Dạ. Nhạc mồm nhé. Âm. Nhạc mồm cho tiện. Rồi. Cho nó chân thật. Tưng 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 tưng. Hôm qua em đến trường, bạn đánh em gần chết nơ. Hay quá. Bao nhiêu bạn quay phim, cả trường em biết hết. Nhưng mà tôi nào biết, chúng đánh nhau ngoài đường. Trường của tôi tiên tiến, ai cũng được cả giấy khen. Trường của ông tiên tiến, vì dạy tốt học hay, đúng không? Tên cuối năm khen thưởng, trường ai cũng vỗ tay. Nhưng mà em bị đánh xe áo xong tụt quần. Bạn bè em đứng đó giơ 4G quay phim. Post cái gì? Post lên mạng luôn. Post luôn à? Thôi quá. Bó tay. Sao? Tại sao ngươi cứ phải lẩy ban giám khảo thế? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ thần đang biểu diễn, đang thi đấu mà lại cứ xử ép, xử chèn thần thế này thì còn tâm trạng, tâm lý đâu để mà biểu diễn với thi đấu nữa ạ. Thôi, tôi vái các ông cả nón, bó tay, dạ. Không đỡ được. Bẩm Ngọc Hoàng là anh ấy đang tỏ thái độ bất bình và phản đối chúng thần đấy ạ. Chiếu theo cái hành động này mà ở dưới hạ giới ấy là phạt treo giò 6 trận và 10 triệu đồng. Cái gì? 6 trận và 10 triệu đồng. À. Này, phạt vừa thì còn được chứ phạt cái kiểu ấy nhá. Tôi giải nghệ cho biết tay luôn. Này, ấy, bình tĩnh. Thôi, Nam Tào, nói gì thì nói. Táo văn hóa xã hội là cũng có nhiều đóng góp cho thiên đình. Thôi mình dơ cao đánh khẽ. Có đóng góp không? Có, cho nên là thôi phạt treo giò 3 trận thôi. À? Phạt một nửa tiền. Được rồi. Ra bồng Ngọc Hoàng thấy thế nào ạ? Thôi tha cho nó. Tha? Mày làm cái gì đấy? Xử lý như Ngọc Hoàng thế là thông minh sáng suốt đấy. Chứ còn nói thật với Ngọc Hoàng, thần quay phim chụp ảnh đây hết rồi. Từ đấy giờ có cái gì trong này là ghi hết vào đây rồi. Rồi ấn một phát là lên hết, trên kia là ngoài kia người ta nghe thấy hết. Tôi đẩy lên mạng ngay bây giờ đấy. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dưới hạ giới rất nhiều những clip được tung lên mạng mà chỉ cần một cái điện thoại đơn giản thôi, người ta đã ghi lại tất cả các loại rồi người ta tung lên. Nào là từ lộ hàng này, clip sách này, rồi thì học sinh đánh nhau này, học sinh hôn nhau trong lớp này, các băng nhóm thanh toán lẫn nhau, rồi đua xe, đi xe máy bằng chân. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, khiến cho xã hội dạ có nhiều ý kiến lắm ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần lo lắng nhất là một bộ phận giới trẻ bây giờ coi cái chuyện đó như là một cái cách giải trí ạ. Vâng ạ. Dạ cứ quay tất cả những cái chuyện đấy lên rồi thì lại post lên mạng để cho mọi người comment ạ. Bẩm Ngọc Hoàng, thần nghĩ đây cũng là một lỗ hổng lớn về việc quản lý thông tin trên mạng, cần phải chấn chỉnh ngay đấy. Này, cái gì? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ cái gì thì nó cũng có hai mặt của nó. Nếu như không có những cái clip như thế để được đưa lên mạng thì làm sao người ta thấy được những cái góc khuất, làm sao thấy được những vụ bê bối và tiêu cực được đưa ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, dạ nếu không muốn tung clip sách lên mạng thì đừng có sách nữa. Báo văn hóa xã hội, ta nhắc ngươi, cái chuyện đưa clip xấu lên mạng rồi có những lời bình phẩm thô tục làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống xã hội. Ngươi phải mau mau chấn chỉnh mà dẹp bỏ ngay. Tiện đây, ta cũng nhắc luôn với ngươi về chuyện giáo dục lớp trẻ. Từ gia đình, nhà trường đến xã hội,
phải có một sự quan tâm đặc biệt, phải để cho giới trẻ hiểu và tuân thủ pháp luật, phải cho giới trẻ được sống trong sáng lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Ta biết ngươi là người đứng đầu một ngành rất quan trọng, rất rộng lớn, cho nên bây giờ ta ưu tiên cho ngươi. Ngươi có nguyện vọng gì ngươi cứ đề đạt. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, được biết hôm nay thần lên thiên đình để dự cuộc thi idol, cho nên dân chúng ở dưới hạ giới cũng có đôi điều muốn gửi gắm, đó là những mong muốn của người dân. Dạ, mong Ngọc Hoàng chấp thuận ạ. Ngươi nói đi. Trời là đừng có mưa, lũ dâng nước trắng đồng xanh, bà con không chỗ nấp, biết bao người dân mất nhà, bao người đang sống lầm than. Xin ông trời là đừng rét thêm, rét to trâu chết bò toi, học sinh không đến lớp, biết bao người dân cháy nhà, đi sưởi bằng bếp tổ ong. Xin ông trời vụ mùa bội thu, lúa ngô khoai sắn đầy dân cả năm no ấm, hát vang bài ca thái bình. Xin ông trời cứ thế mà cho, xin ông trời cứ thế mà cho, xin ông trời cứ thế mà cho. Dạ, ta sẽ lưu ý về chuyện này. Dạ, ta cũng không ngờ táo văn hóa xã hội lại báo cáo lại bằng âm nhạc đấy. Dạ. Thôi, ta cho ngươi lui. Dạ. Em về đi. Hôm qua em đến trường, bạn đánh em gần chết nỡ. Bao nhiêu bạn quay phim, cả trường em biết hết. Thôi đi. Nhưng mà... Thôi đi. Người ta thi thì diễn ở mầm, giờ sắp ra lại còn móc máy. Một vừa hai phải. Quá thể. Chào anh. Thôi 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 thôi, đã định phỏng vấn đi. Tôi biết rồi, nói luôn. Thi cử cái kiểu gì? Thi như thế này là không phe. Thi kiểu gì? Hả? Thi có thi gì đâu? Toàn hỏi đáp với cả đối đáp, tôi chả cho thi cử gì cả. Hát một bài cũng không được, đọc thơ một bài cũng không được, làm cái gì cũng không cho làm. Mà là cái ông Nam Tàu mắc đầu, sao các ông buồn cười thế hả? Tôi thi hay các ông thi mà các ông suốt ngày cứ nhảy vào đè nhau ra biểu diễn, rồi còn trêu nhau ở trên sân khấu. Tôi thi chứ các ông thi à? Tôi làm idol chứ các ông làm idol à? Này, thế này thì thôi, các ông mang về nhà mà thi idol đấy, idol của các ông ấy, idol của các ông ấy nhá. Rồi rất dịu mùa xuân theo em về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông gà đang gáy chưa bên sông, một chưa nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi rất dịu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, nước mắt trên vai anh giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên, ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết
Và có khát hát mùa xuân một phát thì thấy xuân luôn chứ lị. Đầu xin có bó hoa để tặng bạn, chúc bạn sang năm mới trẻ đẹp cực khỏe và tràn phè tài năng. Con chỉ được xem các ngài ở trên tivi, hôm nay được lên tận thiên đình thế này đúng là con may mắn quá. Năm nay thì các ngài phù hộ độ trì cho gia chung nhà chúng con mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, mạnh được như ý ạ. Con bé nó vừa hát hay mà vừa khéo mồm. Trên thiên đình cũng như dưới hạ giới. Vậy là ngày Tết thì cũng phải có cái bánh chưng. Thôi thì có chút quà để gửi Mỹ Linh mang về với gia đình. Chúc Mỹ Linh sang năm mới là cũng béo mà ngậy như bánh chưng. Và ngay sau đây trên màn hình sẽ lần lượt giới thiệu các tấm hình tạo dáng ngẫu hứng của các táo trong phần thi Thiên Đình Next Top Táo. Vâng, đầu tiên xin mời táo kinh tế. Trông có vẻ như bạn đang tạo dáng của một võ sĩ karate đá bay. Tuy nhiên giải lụa cuốn quanh hông của bạn trông không thật hợp lý. Em xin ngắt lời ạ. Dạ đây không phải là giải lụa đâu ạ. Dạ đấy là thắt lưng của em đấy ạ. Em đang chuẩn bị diễn bài thắt lưng buộc bụng đấy ạ. Bạn sở hữu một khuôn mặt khá đặc biệt. Nhưng cơ mặt của bạn không cần thiết phải căng lên như vậy, vì nó khiến cho bạn trông rất dữ tợn. Nhất là khu vực trung tâm mặt bạn, đó chính là cái mũi bất thường. Phải nói là mũi bạn rất bất thường. Nhận xét ban giám khảo đến đây là hết. Tiếp theo xin mời táo giao thông ạ. Xin mời bạn. To thật. Xin mời hình ảnh. Vâng. Bạn Thông này, bạn có form người không được thuận lợi lắm. Lưng dài, chân ngắn, bụng nở, ngực thon. Này. Tuy nhiên bạn đã rất cố gắng tạo dáng trong bức ảnh này. Do đặc thù nghề nghiệp của em không cho phép chụp ảnh, em quen mai phục và ẩn nấp nên là em không thấy thoải mái lắm khi chụp ảnh. Nhưng vấn đề ở đây là chúng tôi muốn nói đến cái khẩu hình của bạn khi cười. Nụ cười của bạn rất tươi nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với lại cả những người tham gia giao thông. Chúc bạn thành công. Tiếp theo xin mời táo điện lực. Trông bạn quá căng thẳng để cố tạo những đường cong quyến rũ cho cơ thể. Chúng tôi khuyên bạn không nên cố gắng nữa vì đây là nhiệm vụ bất khả thi. Ông Phong ạ, chẳng qua là buổi sáng sớm em phải dậy để em make up mấy cả trang điểm nên mặt nó bơ phờ như thế thôi chứ không phải căng thẳng đâu anh ạ. Mấy cả cái bộ quần áo nó chả phù hợp với em tí nào. Không phải do trang phục. Vì người bạn không có cách gì che được sự phẳng lì. Do đặc thù nghề nghiệp, thân hình của bạn có hình dạng như mặt đập thủy điện. Người ta thích thế, kệ. Chưa hết, mời bạn đứng yên tại chỗ. Tôi thật lòng khuyên bạn
Lần sau thì cong ăn cong, thẳng ăn thẳng, đừng cố làm gì có ngày vẹo xương sống. Làm gì có mà cố. Xin mời Táo quy hoạch ạ. Mời bạn lên đây. Họ cứ nói lung tung. Xin mời hình ảnh. Rồi. Bạn có dáng hình của một ngôi nhà siêu mỏng. Nét mặt của bạn cho thấy bạn rất tự hào vì điều đó. Vì không ai có thể xây được những ngôi nhà mỏng hơn như thế. Mỏng thắm đến diệu kỳ. Nói thì nói lắm, nhận xét vừa vừa thôi. Nhận xét thì con người ta chết đấy. Mình thoát chết. Xin mời Táo cuối cùng, Táo văn hóa xã hội. Xin mời. Ôi trời. Sao lại thế kia? Đây là tấm ảnh đẹp nhất của bạn. Bạn đã tạo ra một phong cách riêng rất kỳ dị. Có thể nói phong cách của bạn là phong cách avatar. Vâng. Tôi đoán tấm hình này bạn đã muốn diễn đạt khát vọng vượt mưa gió lũ lụt. Bạn đã khéo léo sử dụng sự khốc liệt của thiên tai để tạo dáng. Tuy nhiên ánh mắt của bạn lại chưa lột tả được cảm xúc. Mắt hơi đờ đẫn, thiếu thần sắc. Anh thông cảm. Hôm bây giờ em cãi nhau mấy thằng chụp ảnh từ sáng đến trưa mới chụp được cái này. Chắc là cái đờ đẫn nhất thì nó đưa lên đấy. Xin cảm ơn. Vâng ạ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, vừa rồi là phần thi Thiên Đình Next Top Táo. Sẽ có 3 thí sinh chắc chắn lọt vào phần thi tiếp theo. 2 người còn lại sẽ lọt vào vòng cực kỳ nguy hiểm. Sẽ có 1 người bị loại. Và khi các bạn bị loại thì về thẳng khách sạn, dọn đồ rồi đi luôn trong đêm không cần chào hỏi. Đầu tiên, xin mời Táo Điện Lực. Ôi trời ơi. Phải thương nhau, phải thương yêu nhau. Ôi, chúc mừng nhé, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Xuống hả? Xin mời Táo tiếp theo. Đó chính là Táo Quy Hoạch. Quy Hoạch, Quy Hoạch à? Tốt chăng? Trong số 3 bạn lọt vào vòng nguy hiểm. Và xin chúc mừng Táo tiếp theo là Táo Văn hóa xã hội. Ôi, anh bỏ tay anh bỏ tay em ra. Bây giờ là chỗ đứng có thể bằng nhau nhưng thân phận khác nhau rồi anh ơi. Anh bỏ em bỏ ra. Cười thế. Năm vừa rồi em làm mấy chục cái lễ hội kiểu gì em chả lọt vào vòng trong. Như vậy là còn lại Táo giao thông và Táo kinh tế lọt vào vòng cực kỳ nguy hiểm. Một trong số 2 bạn sẽ phải về. 2 bạn có ý kiến gì không? Úi giời. Đẩy mạnh thế. Thưa ban giám khảo, năm nào em cũng đi thi. Thi nhiều em quen rồi. Mà trong lúc thi em luôn luôn bị mọi người châm chọc, chỉ trích. Em cũng quen rồi. Một lần nào thi em cũng bị loại, em quen rồi. Nhưng mà với việc bị loại thì em biết rằng em còn nhiều thiếu sót để mà cố gắng hơn nữa. Thưa ban giám khảo, lần này em lọt vào vòng nguy hiểm cùng với anh Táo Kinh tế. Em rất mong ban giám khảo hãy chiếu cố đến em, để anh Táo Kinh tế đứng ở đây một mình em. Xin mời Táo Kinh tế. Bạn có muốn nói gì không? Trước hết là em xin cảm ơn ban giám khảo ạ. Xin lỗi Táo Kinh tế. Tôi nghĩ là riêng phần này bạn nên có lời xin lỗi. Dạ xin lỗi ai ạ? Đúng đấy. Bạn nghĩ đi xem bạn có cần phải xin lỗi ai không? Dạ em nghĩ rồi ạ. Em có lỗi gì đâu ạ. Nếu bạn không xin lỗi, điều đó có nghĩa là bạn đã bị loại. À thế thì em xin lỗi. Trước hết là em xin lỗi ban giám khảo. Em không biết lỗi của em là lỗi gì mà em phải xin lỗi ạ. Thôi thì em không xin ban giám khảo xét vớt cho em, nhưng em xin ban giám khảo là loại Táo giao thông ra ngoài. Xin mời mấy bạn về chỗ. Hai bạn bây giờ lại có thể tiếp tục ôm nhau ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là lúc trưởng ban giám khảo sẽ mang ra
tên của thí sinh bị loại trong chương trình ngày hôm nay. Trên tay tôi là tên của bạn thí sinh bị loại. Em xin ban giám khảo có thể đọc nhanh lên được không ạ? Được rồi. Em đau bụng quá. Vâng. Thay mặt ban giám khảo tôi xin công bố thí sinh bị loại. Đó chính là táo. Anh em xin gửi, em xin gửi. Ngọc Hoàng, hắn chính là kẻ xấu đấy ạ. Ngọc Hoàng ơi. Ngọc Hoàng ơi, thần không phải là người xấu đâu ạ. Ngọc Hoàng tha tội cho thần ạ. Thế ngươi là ai? Dạ, anh Lôi ơi. Khổ quá cái thằng này. Anh đã bỏ lên đây thì alo cho anh một cước. Thì ra là người nhà của Lôi. Dạ vâng ạ. Dạ. Muốn tông Ngọc Hoàng là đợt vừa rồi em mới mất cái búa. Thế là em mới xuống họa giới em tìm thì thằng này nó tìm được họ em ở chợ rời. Này nó chính là dân ở dưới hạ giới á. À là dân à? Thế tại sao lại mặc áo của táo? Dạ môn tô Ngọc Hoàng, vì muốn lên đây thần có nhờ anh Lôi đưa lên, nên thần đã tự thuê bộ quần áo này cho giống táo quân ạ. Thần không dám lừa dối Ngọc Hoàng đâu ạ, thần không phải là người xấu ạ. Thôi ta hiểu. Ngươi là dân chứ gì? Là dân thì cũng là một thành phần rất quan trọng ở dưới hạ giới. Mà chính là dân là người đã bầu ra các táo đấy. Cho nên ta thấy người cũng có quyền bình đẳng như các táo. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, thế nếu như là táo thì có được thi idol không ạ? Thì cuộc thi này ta có phân biệt táo nào vào táo nào đâu. Dạ, vấn đề là táo dân có sẵn sàng thi không? Nhưng mà em làm gì có tài gì mà thi ạ? Khổ quá, dưới hạ giới ông làm siếc ầm mới thi đi. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, này làm siếc hay lắm ạ. Ờ, thế ngươi có thi không? Dạ. Thì đi. Nếu mà như thế thì xin phép Ngọc Hoàng, thần xin được thi ạ. Ngay sau đây thần xin biểu diễn màn siếc ảo thuật ạ. Hay quá. Thần sẽ chui vào một cái hộp đen, rồi sau đó xin được nhờ các anh các chị ở đây mỗi người cầm một cây kiếm đâm xuyên qua em ạ. Thần xin phép được thi ạ. Nhớ là ta đâm phục vụ biểu diễn thôi đấy nhá. Dạ vâng ạ. Trượt. Không thể nói á kìa. Tiếp theo, nhanh. Ô. Ôi, vào rồi đây. Hết rồi. Rút ra, khẩn trương. Rút ra đi. Khẩn trương. Không thấy nó kêu gì cả. Nó kêu. Này táo dân, ta thấy làm lạ, thấy thắc mắc. Không hiểu tại sao cái hộp đen bé như thế mà ngươi chui ở trong, bao nhiêu mũi kiếm đâm ngang đâm dọc mà ngươi vẫn tránh được là thế nào? Dạ môn tông Ngọc Hoàng, cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Tất cả cũng chỉ là kỹ năng sống của thần thôi ạ. Ui trời, kỹ năng sống. Hàng ngày thần vẫn đu dây qua sông đưa con đi học. Tay thì đu dây, chân thì quắp con, mồm thì ngậm xe đạp. Thế nên là thân thể của thần có thể uốn dẻo ở mọi tư thế ạ. Còn cái hộp đấy thì đúng là tối thật. Nhưng cũng may, ở dưới hạ giới thường xuyên cắt điện luân phiên, nên là thần đã tự luyện cho mình cái khả năng là nhìn trong bóng tối ạ. Mắt thần bây giờ tinh lắm, có thể nhìn được cả những hố ga mất nắp giữa làn nước triều cường ạ. Cái anh này giỏi thật đấy, bản lĩnh ghê. Ở bẩm Ngọc Hoàng, thần ở dưới hạ giới mà chỉ cần giơ cái gậy ngập cái còi là dân chạy toán loạn. Thế mà cái anh này thần còn đâm nữa mà cũng không vấn đề gì. Em có bản lĩnh như thế là nhờ các anh các chị đấy ạ. Em mà không có bản lĩnh, em tham gia giao thông em chết từ lâu rồi. Ôi giời. Nhất là cái lúc mà em đi bộ tìm cách sang đường ấy, phải có bản lĩnh để né tránh những dòng xe nườm nượp qua lại mà không theo một quy luật nào. Nhưng mà Ngọc Hoàng ơi, bản lĩnh nhất vẫn là cái lúc mà chúng thần gan lì chờ đợi để vượt qua những cái đoạn đường tắc ấy. Ôi giời ơi, tắc đường sao cứ nhìn ta mãi thế. Tắc đường thì hỏi cái anh quy hoạch kia kìa, hỏi xem anh bao giờ anh ấy mở đường, bao giờ anh ấy trở khơi các dòng cống để cho nó không tắc nữa, cho dân đi lại thoải mái. Này, tại sao tắc đường lại hỏi tôi? Tắc nọ tắc kia, hỏi thời tiết đi. Chỉ tại con lũ điện lực, suốt ngày xả nước rồi thôi, thế nên nó mới ngập chứ. Sao lại đổ cho tôi nhỉ? Nước
nước lũ là có sẵn rồi, tôi chỉ xả thêm cho nó vui thôi. Xả mà cho vui. Còn giá điện tăng phải là cái anh kinh tế đấy kìa. Lại đổ vạ đấy. Thế thì chạy ai? Kinh tế xã hội luôn gắn liền với nhau. Hả? Kinh tế không phát triển được là do đâu? Hả? Là do người dân còn thiếu ý thức, lao động còn chưa hăng say. Một năm tổ chức lễ hội biết bao nhiêu lần. Này, anh kinh tế, anh làm gì thì làm, anh đừng đụng đến tôi. Tôi tổ chức lễ hội là để tôn vinh những giá trị văn hóa, tôn vinh những con người. Tôi thử hỏi anh, nếu chúng ta sống mà tinh thần yếu kém thì sống làm sao được? Cuộc sống vật chất có đầy đủ và tinh thần yếu kém thì sống thế nào nổi? Anh xem, người dân bây giờ cầm đồng lương ra ngoài chợ, khác gì cục nước đá ở trên tay, chảy hết, tan biến hết. Vậy mà anh quay ra anh nói tôi, này, thôi, bây giờ cuộc sống nó là thế, phải biết sống chung với nó, phải biết chấp nhận chú Táo Dân à. Em biết mà, các chị không phải đổ lỗi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau đâu. Bọn em là dân mà, bọn em thấp cổ bé họng, bọn em phải tự biết lo cho mình chứ. Chứ cứ chờ các chị hứa hẹn, rồi đợi, thì đến bao giờ mới thành sự thật ạ? Ôi này, này, nói năng thế đấy à? Tao, còn về phần ta, ta thực sự xúc động, thực sự yêu quý Táo Dân. Vì trong cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, xã hội còn nhiều bức xúc. Ấy vậy mà Táo Dân vẫn lạc quan yêu đời, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp. Đó cũng chính là động cơ thúc đẩy ta cùng các Táo phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Còn bây giờ, ta tạm quyết định tạm dừng cuộc thi idol này lại. Ta biết các Táo lên đây thi và trình diễn tài năng như thế nào, mọi người đều biết cả. Ta muốn các Táo hãy tự bình xét lẫn nhau để chọn ra một người tài năng nhất. Sao? Các Táo có ý kiến gì không? Trận lụt vừa qua sóng nước dữ dội, phải có sống sót giữa cơn mưa lụt. Rồi tiền của em tăng giá đều đều, vậy mà người dân chịu được hết. Đào lên, hơi lấp xuống em lại đào lên. Em mới biết dân mình khỏe ghê, rơi xuống hố tử thần sâu thế, ấy mà vẫn sống. Thần tài năng, dân xưng đáng idol của năm. Cho dâu các Táo đều tài năng, song các Táo đều cùng nhất trí với thiên đình. Quần quật cả năm, ký cóp từng đồng, lạm phát bao ra vẫn không tuyệt vọng. Ngày làm về xong, đêm đứng xếp hàng, chạy trường cho con từ sáng sớm. Chiều cường lên, đang lúc phố tan tầm đường đông. Giữa vô xa dân phải lội sông, đi lọc ngọt xe chừng lô công, kéo rơi xuống thật tài năng. Rất xứng đáng idol của năm. Cho dâu các Táo đều tài năng, song các Táo đều cùng nhân chi với Ngọc Hoàng. Vì người dân vẫn sẽ vững tin và lạc quan, vẫn sẽ lắng nghe và chờ mong, mong ước tới một ngày tươi sáng và sung sướng. Từ nay các Táo hãy nên vì người dân, cho xứng với mong chờ của dân, đem hết trách nhiệm mà nghi cay giúp dân mình. Hay, ta rất vui vì suy nghĩ của các Táo cũng trùng với ý nghĩ của ta. Ta muốn các Táo
hãy sống và làm việc sao cho thật tốt, để dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Tất cả phải vì dân. Lúc đó thì chính các táo sẽ trở thành idol của lòng dân. Và bây giờ, trước thời khắc thiêng liêng của đất trời, đứng trước thềm năm mới, ta muốn các táo hãy đoàn kết, cùng ta nỗ lực phấn đấu xây dựng thiên đình vững mạnh. Ta tuyên bố bãi triều. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quý vị và các bạn, cuộc thi Táo Idol đã khép lại. Chúng ta đã thấy một số khía cạnh của đời sống xã hội được tái hiện lại đầy sinh động và hài hước. Hy vọng mùa xuân mới sẽ mang đến những thành công mới, niềm vui mới. Thời khắc giao hòa thiêng liêng của đất trời đang đến rất gần. Hương xuân đã bao trùm mênh mang ở khắp nơi. Xin chào đón năm mới 2011. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và may mắn.